Hôm nay có đầy đủ nhân duyên lành. Đức Phật dạy tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Hôm nay chúng tôi mới tới đạo tràng này lần đầu, nhưng mà biết thầy Tâm Huệ thì rất là lâu rồi, tức là lúc mà thầy Tâm Huệ chưa xuất gia. Và đạo tràng này có cái tên là đạo tràng Minh Chất, cũng là cái pháp danh của thầy cái lúc mà chưa xuất gia. Bẵn đi một cái thời gian rất là lâu, chúng tôi không có dịp gặp lại thầy. Mới vừa rồi ngày 27 tháng 7 âm lịch vừa rồi, chúng tôi cũng có cái dịp có đủ nhân duyên về đạo tràng chùa Hoằng Pháp để chia sẻ với đại chúng tu tập trong cái khóa tu Phật Thất đặc biệt, đó là cái khóa tu thứ 100. Có nhân duyên đó cho nên mới gặp thầy Tâm Huệ. Thầy Tâm Huệ có thỉnh tôi là cái ngày mai, tức là ngày mùng 10 tháng 8 đến viếng đạo tràng đây để cùng với đại chúng chia sẻ về một số những ý nghĩa của lời Phật dạy. Nhưng mà tiếc là chúng tôi đã có cái lịch trước rồi, cho nên ngày mai chúng tôi kẹt ở cái đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Mai ở trên Tịnh Biên á, cho nên cái đó là định trước rồi, cho nên thầy mới chuyển qua vào cái buổi tối hôm nay. Chúng ta nếu mà không có dịp trở lại chùa Hoằng Pháp cái kỳ rồi, tức là bữa 27 tháng 7 giờ rồi đó, trong cái khóa tu Phật Thất thứ 100 á, nếu không có duyên trở lại đó thì chúng ta không có duyên gặp gỡ bữa nay hôm nay. Nhờ cái duyên đó chúng ta mới có. Và theo như Đức Phật dạy trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn, khi nào mà tăng chúng, cái điều đó là nói về bảy pháp bất thối của trong tăng chúng, khi nào mà tăng chúng còn hội hợp nhau lại một cách đông đảo, hội hợp lại trong cái tinh thần đoàn kết, làm việc trong tinh thần đoàn kết và giải toán trong tinh thần đoàn kết, thì khi đó tăng chúng sẽ hưng thịnh chứ không có thối giảm. Đó là Đức Phật dạy đối với hàng tăng chúng, nhưng mà đối với hàng cư sĩ chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng có thể áp dụng những lời dạy của Đức Phật để biết rằng là khi nào mà hội chúng chúng ta còn hội hợp nhau được, có cái cơ duyên để hội hợp nhau được một cách đông đảo, hội hợp lại trong tinh thần đoàn kết, và chúng ta làm việc, tức là như trong trường hợp hôm nay là chúng ta chia sẻ những lời dạy của Đức Phật trong tinh thần đoàn kết, và chúng ta sẽ giải tán trong tinh thần đoàn kết. Cho đến chừng đó thì sinh hoạt trong Phật Pháp càng ngày càng hưng thịnh mà không có thối giảm. Thì cái điều đó khi chúng tôi tới đây đó, thì chúng tôi cảm nhận được rằng là chúng ta có cơ duyên để mà hội hợp lại đông đảo như thế này, thì đó là một cái điều đáng mừng. Đáng mừng này này đối với từng cá nhân của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta có tu tập rồi đó, thì đại chúng biết đó, là để cho chúng ta có mặt thôi, chưa nói là có mặt chúng ta được cái lợi ích gì thì tôi chưa đề cập tới, nhưng mà để cho chúng ta có mặt ở trong hội chúng để tham dự những cái sinh hoạt Phật sự này, thì chúng ta cũng vượt qua rất nhiều cái sự khó khăn. Khó khăn vì những cái sinh hoạt gia đình, những hoàn cảnh, rồi những cái tương quan của xã hội, vân vân. Rồi phải vượt qua những cái khó khăn về công việc bận rộn, cũng như là vượt qua những cái khó khăn về sức khỏe của chúng ta, của từng cá nhân một. Chúng ta phải vượt qua hết tất cả những cái đó, thì chúng ta mới có thể có mặt ở trong hội chúng. Thành thử ra nói là đơn giản, nếu mà những người nào có đầy đủ phước duyên á, thì mình thấy mình tới tham dự một cách dễ dàng, thoải mái. Thật sự ra nó không dễ chút nào đâu. Có những người mà người ta muốn có những cái cơ hội để người ta tới chùa thôi, chưa nói là có cái lợi ích gì khi người ta tới chùa. Tới chùa thôi mình đã phải sắp xếp mọi việc rồi. Cho nên chúng tôi trước đây thời gian đó, chúng tôi cũng có những cái cơ hội là nhập thất. Có khi nhập thất 3 tháng. Và mỗi một năm vậy đó thì tôi nhập thất 2 lần. Tức là làm sao cho cái thời gian ở phía bên ngoài, sinh hoạt các Phật sự bên ngoài, và cái thời gian trong thất nó cân bằng với nhau. Tức là 6 tháng ngoài, 6 tháng trong, nhưng mà chia làm 2 lần. Cứ nhập thất 3 tháng xong rồi ra làm Phật sự 3 tháng, rồi xong rồi nhập thất 3 tháng. Thì lúc bây giờ tôi nhập thất như vậy đó, tôi có suy nghĩ là chưa nói tới cái chuyện mà ngay cả cái lúc mà tôi đảm nhận cái vai trò trụ trì tại Tịnh Xá Ngọc Trung á, tôi bắt đầu trụ trì đó năm 98.
Và bắt đầu thì tôi cũng dự định là trụ trì chừng khoảng 3 năm thôi. Đúng ra đầu tiên là tôi từ chối, tôi không muốn trụ trì. Nhưng mà do vì các ngài có những cái mà có cái chia sẻ chân thành, thật lòng, và muốn là để cho mình cùng nhau chia sẻ những cái trách nhiệm trong Phật sự, trong giáo đoàn. Cho nên tôi thấy cái điều đó cũng khó từ chối. Do đó tôi chỉ nhận là xin phép được 3 năm thôi. 3 năm để cho chờ những cái thế hệ sau đó, người ta cứ lên dần đó, thì nó sẽ đủ nhân sự để cho mình giải quyết những cái vấn đề mà ngay cái thời điểm đó nó bị thiếu đi. Thì tôi dự định là 3 năm, nhưng mà rốt cuộc lại thì tới 3 năm cũng kéo dài, cho tới khi mà tôi dừng lại cái trách nhiệm trụ trì của Tinh Sáng Ngọc Trung Tăng đó là năm 2018. Thì nhìn lại đó là 20 năm, mới đầu tỉnh là 3 năm thôi, nhưng mà nó cũng kéo dài 20 năm. Và như vậy đó thì trong cái thời gian ngay cả cái lúc tôi trụ trì, tôi cũng muốn duy trì là cứ nhập thất 3 tháng rồi ra ngoài 3 tháng. Và lúc đó tôi suy nghĩ như thế này, khi mà mình ở trong thất được 3 tháng thì cái đó cũng là một sự thành tựu rồi. Thành tựu tức là mình phải sắp xếp tất cả cái việc ở ngoài, mình phải đủ cái dũng khí để mà mình cắt cái duyên ở ngoài. Chứ nếu không thì mình sẽ bận cái này bận cái kia, rồi mình sẽ không thực hiện được cái điều đó. Cho nên khi tôi quyết tâm thực hiện được 3 tháng, chưa nói là những cái thành quả trong 3 tháng là gì, nhưng mà ngay cả cái sự hiện diện của mình trong 3 tháng trong cái kỳ thất đó cũng là một cái sự coi như là thành tựu. Thành tựu tại vì mình đã thắng phục để mà là cắt những cái duyên để mình có thể ngồi yên trong này. Và hôm nay trở lại thì có dịp mà để cùng nhau thăm viếng đạo tràng mà có thấy mặt đông đảo như thế này, thì đây là một điều đáng mừng của cái sinh hoạt Phật sự ở địa phương nói riêng và nói chung Phật Pháp nói chung. Và khi mà Đức Phật nói rằng là khi các vị tỳ kheo hội họp lại thì có hai điều cần phải làm. Điều thứ nhất là đàm luận về chánh pháp, và điều thứ hai tức là giữ sự im lặng của Bậc Thánh. Sở dĩ cái điều thứ nhất gọi là đàm luận với chánh pháp là thế nào, là tại vì hồi thời Đức Phật á, tuy rằng lúc đó có chữ viết rồi, vì trong kinh hình như là Tăng Chi Phẩm Ba Pháp á, có nói rằng có ba loại chữ viết. Thứ nhất là chữ viết trên đá. Quý Phật tử có thấy chữ viết trên đá không? Chữ viết dĩ nhiên là người ta khắc á, chứ không phải là viết thường đâu. Thường thường thấy ở đâu? Mộ bia. Phải không? Đó là cái chữ viết trên đá. Chữ viết đó là tức là mình phải hiểu đó là khắc á. À, chữ khắc trên đá. Cho nên là trăm năm bia đá thời mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Thì đó là chữ viết trên đá. Còn một hạng chữ viết thứ hai gọi là chữ viết trên cát. Và cái hạng thứ nhất là chữ viết trên đá, Đức Phật nói là những cái người nào mà cái tâm mình cố chấp khư khư cái gì đó. Ai mà làm cho cái mấy người đó mà giận một cái rồi thì mệt lắm vậy đó. Tại vì người đó sẽ ghim ở trong lòng, nhớ trong bụng. Và quý bà tử có nghe cái danh từ nó gọi là chết đem theo không? Mấy người này là mấy người chết đem theo đó. Mà như vậy thì tốt hay là không tốt à? Tốt hay là không tốt? Không tốt chỗ nào? Hả? Không tốt chỗ này. Tức là khi mà mình nghe một người nào đó ở trong một cái khung cảnh nào đó, bối cảnh nào đó, mà người ta nói nặng lời với mình, người ta làm với mình bị tổn thương, thì lúc đó mình có đau không? Đào. Rồi cái mình về cái tối đó, cái mình nhớ lại cái chuyện hồi sáng, hoặc cái lúc mà trong cái hiện trường đó, mình nhớ lại vậy đó, mình có đau không? Đau không? Đào. Tuần sau cái mình nhớ lại cái đó, mình có đau không? Đào. Mỗi lần nhớ là mỗi lần đau, phải không? Như vậy thì khi mà quý Phật tử nghe nói rằng là thường thường đó, các vị cổ đức nói là tự mình làm khổ mình, cái người ta suy nghĩ sao mà tự mình làm khổ mình, người ta làm khổ mình chứ tự mình làm khổ mình, mà ngu gì mà tự mình làm khổ mình, phải không? Đâu có ai ngu gì mà tự làm khổ mình đâu. Nhưng mà thật sự cái đó hình như là tự mình làm khổ mình à. Bởi vì người ta nói nặng mình đó là người ta nói mấy lần, mình khổ gì người ta nói, người ta nói nặng mình là mình khổ đó là người ta nói mấy lần cả.
có một lần à, phải không? Nghĩa là người ta làm khổ mình có một lần à, còn mỗi lần mình nhớ lại là mình khổ, mỗi lần mình nhớ là mình khổ. Như vậy thì mình làm khổ mình mấy lần? Nhiều lần. Cái đó có phải là mình làm khổ mình không? Phải mình quên đi cái là nó đỡ khổ mình biết bao nhiêu, phải không? Mình nhớ cái là nó khổ, nhiều khi là khổ ngủ không được. Cái người kia người ta nói mình xong rồi, cái tối bên đó người ta ngủ cũng ngon giấc như thường thôi, mà mình nghe cái đó là tối mình nhớ lại đó là mình ngủ không được, phải vậy không? Như vậy thì mình làm khổ mình rất là nhiều lần. Mà tôi thấy làm khổ vậy, mình tuần sau mình thấy cái nó nhớ lại nó khổ, tháng sau mình nhớ lại nó khổ, năm sau mình nhớ lại cũng khổ nữa. Mỗi lần nhớ là mỗi lần khổ. Như vậy mà tôi vẫn còn nghe có một số người ta nói một cách rất là dõng dạc, hiên ngang: tôi cái chuyện này tôi nhớ cho tới chết, tôi chết tôi đang đeo luôn. Trời ơi, tôi thấy nội nhiều khổ. Khổ rồi lúc còn sống là chưa đủ, sao mà còn chết đem theo cho nó khổ tiếp tục. Mà người ta tưởng đâu là cái đó là người ta dõng dạc hiên ngang, người ta tuyên bố vậy. Thật sự cái đó là mình tự hành mình quá. Phải mình hành mình không? Cho nên hồi đó tôi chưa hiểu, nhưng mà khi mà suy gẫm như vậy ta mới hiểu là mình tha thứ cho người khác đó, thật sự đó là mình tha cho mình đó. Bây giờ mình tha cho người khác tức là mình không còn giận nữa, tức là cái cõi lòng mình nó nhẹ nhàng. Chứ mỗi lần mình giận nó nặng hay nó nhẹ cả? Rất là nặng. Mà mình tha cho người khác, mình không giận người khác nữa, tức là đó là chính mình tha cho mình đó. Tha thứ cho người khác là chúng ta được lợi cái là ta tha thứ cho mình. Như vậy thì cái hạng người mà gọi là chữ viết trên đá như vậy đó, đừng có ai bắt chước nha, mệt lắm. Rồi cái hạng thứ hai là chữ viết trên cát. Chữ viết trên cát là thí dụ như quý Phật tử ra ngoài bờ biển có bãi cát, thường thường là cát ngoài bờ biển, ta viết lên đó thì ta thấy chữ nó hiện ra không? Nhưng mà nó chỉ hiện ra một buổi nào đó trước khi thủy triều lên thôi, chứ còn thủy triều lên mà nước nó lên rồi nó kéo xuống là kể như mất cái chữ đó, phải không? Thành ra cái chữ viết đó nó chữ duy trì á. Chữ viết trên đá thì duy trì cả trăm năm, chứ chữ viết trên cát thì duy trì trong một buổi một ngày đó thôi, sau cái thủy triều đó là không còn nữa, phải không? Thì đó là những người mà gọi là tu cũng khá khá rồi đó. Người ta nói thì mình ngay lúc đó mình cũng buồn phiền, mình cũng phiền não, mình cũng khổ, nhưng mà sau đó rồi một thời gian ngắn thì nó mất cái đó đi, phải không? Tu vậy là khá rồi đó. Còn cái hạng tuyệt vời mà chúng ta phải ráng mà tu tập đó, tức là chữ viết trên nước. Cái mặt nước này đó, mình lấy ngón tay mình viết thì mình theo cái ngón tay mình thì mình cũng có cảm nhận được là cái chữ nó hiện ra. Nhưng mà vừa dứt cái là không còn chữ nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta phải tu tập làm sao cho cái tâm của mình đó như là chữ viết trên nước vậy đó. Ai nói nặng mình gì đó thì nó cũng tan biến một cách nhanh chóng. Nhưng mà nếu mà không được như vậy đi nữa đó thì mình cũng rớt xuống hạng thứ nhì, tức là chữ viết trên cát thôi nha. Đừng có rớt tới cái chữ viết trên đá, nó mệt dữ lắm. Và bây giờ thì tôi muốn trở lại cái chuyện là mặc dù mà lúc đó có cái chữ viết rồi, cho nên Đức Phật mới thí dụ là có ba hạng người là ba cái loại chữ viết đó. Nhưng mà mặc dù là có chữ viết, nhưng mà khi Đức Phật thuyết pháp cho các vị đệ tử là không có ghi chép gì hết. Chứ không phải lúc đó không có chữ viết đâu, có chữ viết mà không cho ghi chép. Tất cả đều lắng nghe, chứ không có được ghi chép gì. Cho nên sau này kinh điển mà được ghi lại là trong những kỳ kiết tập. Mà những kỳ kiết tập đó là sau khi Đức Phật Niết Bàn, chứ hồi lúc Đức Phật chưa Niết Bàn là không có kinh nào mà ghi lại hết. Và như vậy khi mà Đức Phật thuyết pháp cho một cái hội chúng các vị thánh đệ tử xong rồi đó, thì trình độ mặc dù nghe thì mọi người cũng nghe như nhau, nhưng mà cái trình độ tiếp nhận, tiếp thu của mỗi người nó khác nhau hết. Cho nên có người thì ghi nhớ được đầy đủ, có người thì ghi nhớ được một phần, hai phần, ba phần gì đó, tùy theo cái nghiệp của người đó. Cho nên sau những cái buổi mà Đức Phật thuyết giảng rồi đó, thì những cái vị mà có thể nghe mà ghi nhận được đầy đủ đó, cái vị đó sẽ phải lặp lại cho các vị khác nghe lần thứ nhì, nghe lần thứ ba, để nó từ từ nó nhập tâm. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật nói là khi các vị tỳ kheo hội hợp lại với nhau thì có hai việc cần phải làm. Việc thứ nhất là đàm luận về chánh pháp,
Tức là đó là cái thời điểm mà các cái vị nghe mà ghi nhớ được nhiều đó, lặp lại những cái điều đó cho những vị khác mà người ta không có nhớ hết đó, người ta được dịp nghe lại lần thứ nhì, lần thứ ba, để cho người ta thâm nhập. Cái sinh hoạt như vậy gọi là đàm luận về chánh pháp. Và nếu mà không có làm cái việc thứ nhất đó đó, thì chúng ta sẽ khi hội họp lại với nhau, chúng ta làm cái việc thứ hai. Có hai việc cần phải làm thôi, chứ không có việc thứ ba. Cái việc thứ hai đó là giữ sự yên lặng của Bậc Thánh. Mà chúng ta hiểu rằng giữ sự yên lặng của Bậc Thánh đó là tu thiền. Tại vì chúng ta thì có cái sự yên lặng của phàm phu. Cái sự im lặng của phàm phu tức là chúng ta có thể ngồi yên, chúng ta có thể không có nói năng gì, nhưng mà trong tâm ý của chúng ta nó không chịu yên lặng, nên chúng ta chỉ có cái yên lặng bên ngoài thôi. Và cái yên lặng ở bên trong nó không có, nó đủ xứ, nó rối ren ở trong đó, đó rộn ràng trong đó. Cho nên cái đó là sự im lặng của phàm phu. Còn cái điều này Đức Phật nói là chúng ta giữ sự im lặng của Bậc Thánh, tức là ở phía ngoài yên lặng mà trong tâm nó cũng yên lặng, tức là các vị là tu thiền, được chứng thiền, tu tập về thiền định. Thì như vậy đó, với cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta hôm nay hội họp lại với nhau, cái việc mình cần phải làm là đàm luận về chánh pháp. Và hồi nãy thầy Tâm Huệ giới thiệu là pháp đàm, phải vậy không? Mà quý Phật tử có phân biệt cái buổi pháp đàm và một buổi thuyết giảng giáo pháp, hai cái này chúng ta thấy nó giống nhau hay khác nhau? Đúng ra thì cái nào cũng theo Phật pháp hết, nhưng mà cái thuyết, cái khác nhau của nó là khi thuyết giảng đó là dường như là chỉ có sinh hoạt một chiều, tức là một cái vị này thuyết giảng rồi cái phía bên kia là nghe thôi. Còn cái pháp đàm tức là chúng ta có cái giao lưu với nhau, trao đổi với nhau, cũng là trong cái phạm vi chánh pháp, nhưng mà nó không có một chiều như là thuyết giảng chánh pháp. Thuyết giảng chánh pháp là một chiều thôi, một bên nói và một bên nghe. Còn ở đây thì chúng ta sinh hoạt theo pháp đàm, tức là chúng ta cùng nói và chúng ta cùng nghe. Dĩ nhiên này không phải một lượt, chứ cùng nói mà cùng nghe một lượt là không có nghe được cái gì đâu. Ai cũng có thể phát biểu để cho hội chúng cùng nghe, và dĩ nhiên hãy một người phát biểu thì mấy người kia phải nghe, chứ không phải là cùng một lúc cùng phát biểu hết thì không ai nghe hết trơn. Cho nên chúng tôi rất là mong muốn rằng là những cái buổi sinh hoạt như vậy nè là mang cái tính chất là pháp đàm, tức là đàm luận về chánh pháp. Nó hay hơn và nó có cái sinh động hơn là cái mà chúng ta nghe thuyết giảng về giáo pháp. Mà hễ có pháp đàm thì mọi người cùng góp ý với nhau. Và hôm nay thì đã đạo tràng chúng ta tu về tịnh độ. Và tu về tịnh độ thì đại chúng có nghe là 16 chữ về tịnh độ. Tức là, có nhớ không? Thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Phải không? Và cái người tu tịnh nghiệp á, thì nó có ba cái điều của người tu tịnh nghiệp. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Cái này là điều thứ nhất, mới có điều thứ nhất thôi. Và điều thứ nhất này là tất cả mọi người tu tịnh độ đều là phải thực hiện cái này. Mà cái người đó có thể là chưa quy y Tam Bảo. Điều thứ hai mới bắt đầu này. Điều thứ hai là quy y Tam Bảo, giữ gìn giới luật, chẳng phạm oai nghi. Đó là điều thứ hai của người tu tịnh độ. Điều thứ ba tức là tin sâu nhân quả, phát bồ đề tâm, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyên người tu niệm. Đó là ba cái điều mà một hành giả tu tịnh nghiệp á, phải thực hiện. Và trong đó tôi thấy có cái điều rất là quan trọng, và với cái kinh nghiệm tu tập của mình, đó là tin sâu nhân quả. Cho nên hôm trước tôi cũng có chia sẻ đến chùa Hoằng Pháp, cũng nói về nhân quả. Bởi vì tôi thấy đây là một cái điều rất là căn bản trong những lời dạy của Đức Phật. Bởi vì tất cả các pháp trên thế gian này có những cái sự vận hành thay đổi. Ngay cả tại sao mình sanh ra đời đây, rồi tại sao mình ở trong cái hoàn cảnh thế này thế kia, mình gặp cái này cái nọ, vân 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 vân. Tất cả những cái sự vận hành trên thế gian này, không phải riêng cá nhân mà cả thế giới này, vân vân, từ phàm cho tới thánh luôn, đều nằm trong nhân quả này hết. Nhân quả này chi phối hết một cách trọn vẹn, chứ không phải là dành cho mấy người Phật tử đâu nghe. Tôi không cần biết là đạo nào cũng vậy, hay là chúng sanh nào không phải là con người cũng vậy luôn, là đều nằm trong cái quy luật về nhân quả này. Cho nên nếu mà chúng ta có cái cơ duyên, chúng ta hiểu thật sâu về nhân quả, là chúng ta, tôi thấy rằng là rất là cần thiết lợi ích. Và chúng ta có thể là khi mà càng đi sâu vào nhân quả là chúng ta càng có những cái bước tiến bộ trên con hành trình tu tập của mình.
Cái người nào tin thật ra ngoài nhân quả, cái người đó là đã tiến một cái bước đáng kể trên con đường tu tập. Và bây giờ thì quý Phật tử ở đây, nếu mà có cơ câu duyên, chúng ta cùng đàm luận về vấn đề nhân quả. Ai có thắc mắc gì vấn đề nhân quả không? Quý Phật tử ở đây tôi hỏi nghe, này không cần vỗ tay nhưng mà cứ trả lời lên tiếng. Phật tử có tin nhân quả không? Tin sâu không? Tin nhân quả nghĩa là như thế nào? Tôi thì tôi thấy vậy thôi. Tin nhân quả có nghĩa là chúng ta tin một cách chắc chắn rằng là làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ. Quý Phật tử tin được cái này không? Tin được không? Có ai nghi cái này không? Rồi có người tôi thấy nghi, nói tôi làm lành hoài mà sao tôi gặp mấy cái đại dữ không nè, tôi đâu có làm mấy cái này, phải không? Có khi có nghe nói đâu, cái đó là con nghi rồi đó. Còn cái người mà làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ, không nghi gì hết, cái người đó cũng khó kiếm lắm. Thế tự nhắm làm được không? Tình như đó được không? Và bây giờ nếu mà nói như vậy là nói theo cái chiều thuận, tức là nói về cái chiều nhân rồi tới quả, tức là làm lành đó là nhân đó nghe, rồi gặp lành đó tức là quả đó nghe, quả lành đó là quả hạnh phúc. Đó là nói theo chiều thuận là nhân với quả. Và nếu chúng ta suy nghĩ theo cái chiều ngược lại đó, tức là khi chúng ta gặp quả mà quả lành đó, tức là ta biết rằng ta đã từng gieo nhân lành tương xứng với cái quả đó. Tin được không? Được không? Cái này nó hơi khó, là tại vì cái chuyện mà ta làm lành đó nhiều khi nó đã xảy ra rất là lâu, mà có thể không phải nằm trong cuộc đời này nữa, mà nó thuộc về đời trước, chúng ta hoàn toàn không nhớ. Nhưng mà nếu chúng ta tin thật sâu đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta gặp cái quả lành, tức là chúng ta gặp những cái điều hạnh phúc đây, là do cái nhân tốt mà chúng ta đã gieo trong quá khứ, có thể là quá khứ trong cuộc đời này, hay quá khứ là ở những đời trước mà chúng ta hoàn toàn không nhớ, không biết. Nhưng mà ta biết rằng là ta gặp cái hạnh phúc này nè, là chắc chắn, không có gì nghi ngờ hết, do cái nhân tốt của chúng ta đã gieo trong quá khứ. Tin được vậy không? Được không? Có ai nghi cái này không? Khẳng định phải vậy không? Rồi bây giờ tới cái phần còn lại thứ hai, phần nữa nữa, tức là làm dữ gặp dữ. Tin không? Làm dữ gặp dữ, đó là nói theo chiều thuận. Làm đây tức là nhân trước, gặp dữ đây tức là quả sau, phải không? Và bây giờ nếu chúng ta nói ngược lại như cái hồi nãy, tức là nếu chúng ta gặp dữ thì chúng ta biết chắc chắn rằng đã, chúng ta đã có làm dữ trong quá khứ. Chúng ta gặp dữ đây là do chúng ta làm dữ trong quá khứ. Cái này có tin không? Hồi nãy tôi nói nè, chúng ta gặp lành đây là chúng ta biết rằng cái kết quả lành mà chúng ta gặp đó, là do cái nhân lành chúng ta đã gieo trong quá khứ. Cái này khẳng định, phải vậy không? Bây giờ ta gặp một cái khổ đây, tức là cái quả dữ đây, là nhất định cái này là do cái hành động xấu của chúng ta, hành động dữ của chúng ta trong quá khứ, phải vậy không? Chứ không phải do người khác à, phải không? Thí dụ như cái này mới khó nghe. Quý Phật tử có đọc kinh Pháp Cú á, có nghe Đức Phật nói nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Và nếu mà chúng ta tin rằng chúng ta gặp cái quả dữ đây, gặp cái chuyện đau khổ đây, là do cái nhân xấu của chúng ta đã làm trong quá khứ. Cái này khẳng định không? Khẳng định chắc chắn là do nó, chứ không có do cái gì khác hết. Chắc không đó? Chắc không? Rồi, như vậy thì nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, cái đó là nó làm nha. Tôi bị đánh, tôi bị mắng, tôi bị thắng, tôi bị cướp, cái này là tôi gặp dữ đây nè. Phải tôi gặp dữ đây không? Như vậy thì do đâu? Do cái nhân xấu của tôi hay là do nó?
do nhân xấu của tôi, phải không? Không phải do nó, phải không? Làm sao chúng ta có thể khẳng định điều đó? Nghĩa là mai mốt chúng ta bị giật dây chuyền, mà chúng ta bị mất dây chuyền đây, là do chúng ta gieo cái nhân là đã có giật ai đó trong quá khứ, chứ không phải do bất lương này. Phải vậy không? Phải không? Rồi tin được như vậy đó quý Phật tử, mà khẳng định được như vậy là quý Phật tử đã có một bước tiến rất là đáng kể trên con đường tu học của mình. Tức là người ta giật mình vậy, người ta đối xử xấu với mình như vậy, là mình không có buồn người ta. Tôi bị đối xử xấu như vậy là do tôi, không phải do người này. Tôi nói thêm cái này để chúng ta có thể có đủ cái sự mạnh mẽ chúng ta chấp nhận điều đó. Nếu thí dụ như trường hợp mà chúng ta trong quá khứ mà có giật tiền ai đó, đó là gieo nhân hay gặp quả. Chúng ta giật tiền ai đó thì đó là gieo nhân hay gặp quả. Ta gieo cái nhân xấu, phải không? Và cho đến khi nhân duyên hội ngộ thời, tức là tới cái thời kỳ mà chúng ta phải trả cái giá, gặp cái quả khổ tương xứng với cái nhân mà chúng ta đã gieo đó, tới cái thời kỳ đó, tới cái lúc mà chúng ta gặp quả đó, nếu có gặp một người nào đó thì người đó sẽ giật tiền lại cho mình. Đó là mình bị cái quả. Nếu không có gặp người nào đó, đừng có nghĩ rằng cái đó là chúng ta qua khỏi nghe. Là tự nhiên chúng ta đi đâu đó về cái, ủa cái gói tiền của mình nó rớt đâu hồi nào mình không hay. Mình bị mất một số tiền, không cần ai giật mình cũng bị mất nữa. Đó là lúc mà mình nhận cái quả. Thí dụ như trong quá khứ mình giật ai đó sợi dây chuyền, giống như mấy chú bất lương là bây giờ tiếng giật dây chuyền, thì cho đến khi nhân duyên hội ngộ thời là cái lúc đó nó trả quả đó. Có khi thì nó gặp một người khác giật lại sợi dây chuyền của nó, có khi thì không có gặp một người nào hết, nhưng mà nó đi chợ vòng xong nó trở về nhà cái nói, ồ sợi dây chuyền của mình nó rớt đi hồi nào không hay. Có vụ đó không? Có rớt bông tai hoài chứ gì, đâu có cần ai giật, nó cũng rớt mất như thường. Đó là cái người mà bị trả quả mà không cần có một cái tác nhân nào, có một cái hành động gì hết. Không có nó, tôi cũng trả quả như thường, chứ không phải là tôi bị trị cái này là do nó. Không có nó thì tôi đâu có bị mất đâu. Không phải vậy đâu nghe. Không có nó chúng ta cũng bị mất như thường khi mà cái quả báo nó tới. Chừng nào chúng ta tin được như vậy đó, chúng ta khẳng định được như vậy đó, thì chúng ta đã có một cái bước tiến rất đáng kể trên con đường tu học của mình. Và chúng ta đã có đủ một cái nội lực, một cái đạo lực để chúng ta có thể khắc phục phiền não của chúng ta rất là mạnh mẽ. Tại vì lúc đó ai có giật chúng ta cũng không có buồn người đó. Bởi vì mình biết rằng đây là mình bị trả cái quả xấu thôi. Có ai được cái đó không? Mới mốt ai giật mình thì cái đó là cũng không phải tại người ta nghe, mà là tại mình nha. Rồi mình có la cướp 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 không? Cái này thực tế rồi nghe. Nói được được đó, ai nói được được đó. Cái đó là một cái phản ứng mà gọi là theo cái tập khí thói quen của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái đó đó, khi mà chúng ta la vậy đó, là quý Phật tử phải nghĩ rằng là cái đó là hành động của miệng, phải vậy không? Phải sử dụng cái miệng không? Mà khi mà chúng ta có một hành động của miệng, có một hành động của thân, có một hành động của ý, tức là chúng ta đã gieo một nhân mới. Mình kêu cướp cướp, kêu không ăn bắt đó là gieo một nhân mới. Và bây giờ tôi mới nói về cái từ cái quy luật về nhân quả đó. Khi mà tôi nói vậy đó, quý Phật tử có cái điều này nè. Bất cứ lúc nào mà chúng ta cảm thấy có cái điều gì chúng ta chưa hiểu được đó, cứ việc đưa ta lên, tôi chưa hiểu cái này, nói lại cho tôi biết, thì chúng ta sẽ sao giỏi một cách rất là tốt. Bây giờ từ cái quy luật về nhân quả đó, chúng ta có một cái thuyết về nghiệp, mà cái thuyết này là của Đức Phật dạy. Luật nhân quả không phải là Đức Phật, do Đức Phật đâu nghe. Luật nhân quả là nó có, tự nhiên nó có, Đức Phật không cần nói nó cũng có nữa. Nhưng mà Đức Phật từ cái luật nhân quả đó, Đức Phật có cái thuyết về nghiệp. Mà luật nhân quả và nghiệp khác nhau như thế nào? À, hôm nay tôi mới nảy ra cái ý đó, một cái vấn đề đó tôi hỏi. Cho nên cái vấn đề đối với cái việc học mà giáo pháp của chúng ta đó, chúng ta càng có nhiều câu hỏi chừng nào chúng ta sẽ hiểu giáo pháp sâu chừng đó. Quý vị để ý, quy luật nhân quả là một quy luật khách quan.
đó là một cái luật. Và khi nói tới nghiệp là có một cái chúng sanh ở trong đó. Chúng sanh tạo nghiệp nhân, và chúng sanh gặt hái lấy cái nghiệp quả. Và khi nói tới nghiệp là có đề cập tới cái vấn đề gọi là một, có một cái chủ thể là một chúng sanh nào đó có một cái, có một cái hành động, nghĩa là cái người đó tạo nghiệp. Khi nói tới nghiệp là có một người tạo nghiệp, người đó sẽ tạo nghiệp và nhận. Chúng sanh đó là chủ nhân của nghiệp và là thừa từ của nghiệp. Khi nói tới nghiệp là có một chủ thể. Còn nói tới cái luật nhân quả là không cần chủ thể. Hạt lúa sẽ lên bông lúa, không cần có một chủ thể nào hết. Hạt xoài nó sẽ lên cây xoài và lên trái xoài, không cần có một chủ thể nào hết. Nhưng mà nói tới nghiệp tức là nói có một chủ thể, có một cái hành động nào đó, thì cái đó nó bắt đầu nghiệp. Cho nên từ cái chỗ đó đó, thì Đức Phật dạy trong kinh đó là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Ý tôi muốn nhắc lại cái này để cho quý Phật tử phân biệt. Nhân quả là gì? Là một quy luật khách quan, không cần có một chúng sanh nào, nó cũng diễn hành đó, nó cũng diễn tiến như vậy đó. Đó là quy luật. Còn khi nói tới nghiệp là phải có sự có mặt của chúng sanh đó. Chúng sanh đó có hành động và chúng sanh đó chịu trách nhiệm đối với cái hành động đó. Mà cái hành động đó nó sẽ diễn tiến theo quy luật nhân quả. Khi nào có một cái chúng sanh đó xuất hiện để có một cái hành động là phát sinh cái nghiệp. Như vậy thì chỉ nghiệp chỉ có thể xuất hiện khi mà đối với có một cái chúng sanh. Còn cái luật nhân quả là không cần chúng sanh nào, nó là một quy luật tự nhiên. Thì bây giờ khi mà một chúng sanh là chúng ta nói là trong cảnh giới người của mình là một chúng sanh này, chúng ta có một hành động qua thân khẩu ý. Thì khi mà chúng ta có một cái hành động đó là chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một cái vòng tròn. Và cái vòng tròn này được định nghĩa là một vòng tròn nghiệp. Đúng ra thì cái định nghĩa của nghiệp với tôi như thế này: nghiệp là một quy trình khép kín. Nó được bắt đầu bằng cái khởi điểm đó, là cái nhân mà chúng ta gây ra qua thân khẩu ý. Và khi mà cái nhân được gieo đó thì một cái quy trình nó bắt đầu, nó có cái khởi điểm. Và khi nó diễn tiến như vậy, khi mà nó đến giáp dòng, tức là nó trọn một cái quy trình đó, một cái chu kỳ đó, thì lúc bấy giờ cái kết quả nó hiện ra. Và cái người nào mà gieo nhân, người đó sẽ tiếp nhận cái kết quả đó. Và khi đó thì cái vòng tròn đó nó biến mất. Khi mà quả nó hiện ra thì vòng tròn biến mất. Thì cái vòng tròn, đúng ra tôi gọi cái quy trình, nhưng mà cái quy trình đó, thì cái chữ đó có thể chúng ta nó hơi, nó chưa có quen thuộc, cho nên tôi dùng cái hình ảnh này để cho chúng ta dễ hình dung là một vòng tròn. Như vậy thì nghiệp là một vòng tròn, mà nó sẽ bắt đầu xuất hiện khi có một cái cá nhân nào đó tạo ra một cái nhân bằng cái thân khẩu ý của mình, thì đó là tạo một cái khởi điểm của một cái vòng tròn. Bây giờ tôi nói vậy nè, nếu mà trong này đó có một số quý Phật tử lớn tuổi ít có tiếp xúc với Internet đó, thì không biết. Nhưng mà quý tử nào mà có sử dụng Internet thì biết là khi chúng ta tải về một cái phần mềm nào đó, tải về một phần mềm nào đó, thì khi mà chúng ta tải về đó, gọi là download đó, thì khi chúng ta bấm tải về đó thì chúng ta sẽ thấy là xuất hiện một cái vòng tròn và có một cái hình vuông ở trong đó. Và có một cái điểm trên vòng tròn, nó bắt đầu nó di chuyển. Nó di chuyển cho đến khi nó giáp cái vòng tròn đó, thì lúc bấy giờ đó thì nó sẽ mở ra và chúng ta tải xong cái phần mềm đó. Ví dụ là sử dụng Internet có biết cái này không à? Thì cái đó, cái vòng tròn đó chúng ta hình dung đó là vòng tròn nghiệp. Mà khi chúng ta có một hành động qua thân khẩu ý đó, thì là chúng ta tạo một cái vòng tròn mới, tạo một cái khởi điểm của vòng tròn đó. Và cái điểm đó bắt đầu nó di chuyển, nó di chuyển cho đến khi nó giáp mối, là giáp vòng tròn, thì kết quả nó hiện ra. Và cái người nào gieo cái nhân đó, tạo cái khởi điểm đó, thì cái người đó sẽ nhận lãnh cái kết quả đó. Và nếu mà ta tạo ra cái vòng tròn đó trong đời này, mà trong cuộc đời này, cho đến khi trước khi chúng ta chết đi, mà nó giáp mối lại đó, thì cái kết quả nó hiện ra, cái đó gọi là hiện báo. Cho nên là quả báo mà gọi là hiện báo. Và khi ta nhận cái quả báo đó thì cái vòng tròn đã biến mất. Và có những cái trường hợp mà cái vòng tròn này cho đến khi nó di chuyển, cho đến khi hết một cuộc đời này, nó cũng chưa giáp mối nữa, nó qua đời sau khi chúng ta sanh lợi mang cái thân nữa thì nó mới giáp mối, thì lúc đó chúng ta cũng nhận cái kết quả. Và cái trường hợp quả báo như vậy đó gọi là sanh báo, tức là nó không phải là quả báo ngay trong hiện đời này, mà chúng ta sanh ra thêm một lần nữa thì chúng ta nhận cái quả báo đó.
Nhưng mà có những cái trường hợp vòng tròn nó đi chậm, nó di chuyển nó chậm, hoặc là nó vòng tròn nó lớn, nó di chuyển chậm, mà trong hiện đời này nó cũng chưa có giáp mối, rồi qua sanh đi một lần nữa nó cũng không giáp mối, và nó ra nhiều cái kiếp về sau nó mới giáp mối lại. Mà mỗi khi nó giáp mối vậy là cái người đó đó, cái người gieo cái gây ra cái vòng tròn đầu tiên đó, cái người đó đó sẽ nhận cái kết quả đó. Thì cái quả báo như vậy đó gọi là hậu báo. Như vậy cái quả báo nó có ba trường hợp: hiện báo trong đời này, sanh báo là đời kế tiếp, và hậu báo là nhiều đời về sau. Và như vậy chúng ta biết rằng là khi chúng ta hiểu về nhân quả, chúng ta biết là khi chúng ta có thể hiện một cái hành động qua thân khẩu ý của mình là chúng ta tạo một vòng tròn. Và như vậy đó thì quý Phật tử thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta có tạo vòng tròn không? Có không? Nhiều hay ít? Nhiều. Tức là sống trong cuộc đời này chúng ta có những cái trường hợp là gần như là luôn luôn sử dụng, hoặc là thân, hoặc là miệng, hoặc là ý. Có khi mà chúng ta trong giấc ngủ và chúng ta không có hành động của thân miệng, nhưng mà nhiều khi cái ý của mình cũng chưa có đứng yên được nữa, chúng ta còn nằm trên bao mà, phải vậy không? Thành thử ra coi như là thân khẩu ý chúng ta hoạt động liên tục từ lúc thức cho đến lúc ngủ. Mà mỗi lần nó có một cái hành động nào, một sự hoạt động nào của nó, tức là một vòng tròn xuất hiện. Và như vậy khi mà chúng ta nhận một cái kết quả nào đó, hoặc là hạnh phúc, hoặc là khổ đau, hoàn cảnh nó tới với mình đó, mà chúng tôi thường hay định nghĩa, không biết quý Phật tử có nghe pháp rồi nghe tôi nói là tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là bị và được đó, gọi là quả báo của mình. Và trong cuộc sống này thì chúng ta bị và được liên tục, phải không? Chúng ta bị cái này, bị cái kia, được cái này, được cái kia. Nói chung là những cái chúng ta bị là những cái mà cái kết quả xấu mà chúng ta không muốn nó đến, nhưng mà nó lủi hủi nó cũng đến hoài à. Nó cũng bị cái này, bị cái kia, phải không? À, bị người ta đối xử không tốt, hay là bị người ta mắng mỏ gì đó, bị người ta chơi xấu gì đó, vân vân, đủ thứ bị. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái được, được cái này, được cái kia. Những cái được đó gọi là quả báo tốt, và những cái bị đó gọi là quả báo xấu. Và mỗi lần chúng ta bị một cái thì một cái vòng tròn xấu nó biến mất. Mỗi lần chúng ta được một cái thì cái vòng tròn tốt nó biến mất. Như vậy là nói chung chúng ta có hai nhóm vòng tròn. Những cái hành động xấu của chúng ta qua thân khẩu ý thì nó tạo nên một cái vòng tròn mới mà về phương diện xấu. Những cái hành động mà qua thân khẩu ý của chúng ta mà tốt á, thì nó lại tạo ra một vòng tròn tốt, vòng tròn mới mà tốt. Mà mỗi lần cái có vòng tròn tạo ra thì nó có cái điểm trên đó nó di chuyển. Di chuyển chừng nào giáp vòng thì chúng ta lại hưởng được cái kết quả đó. Mà nếu mà vòng tròn tốt thì chúng ta sẽ hưởng được một hạnh phúc. Nếu mà vòng tròn xấu và nó kết thúc lại, chúng ta chịu một cái khổ đau. Quý vị có thể hình dung về cái vấn đề nghiệp gì không? Và khi mà chúng ta từ đời này qua đời khác á, thì cái nhóm vòng tròn nào mà nó đã giáp vòng rồi mà chúng ta đã nhận cái kết quả của nó thì nó là biến mất rồi. Còn cái nào mà nó chưa giáp vòng là tôi gọi là những vòng tròn gian dở đó, là nó sẽ theo chúng ta. Như vậy thì khi chúng ta từ đời này qua đời kia đó là có hai nhóm vòng tròn nó theo mình. Một nhóm vòng tròn xấu và một nhóm vòng tròn tốt. Phải không? Và nếu mà cái nhóm vòng tròn tốt này nhiều đó thì chúng ta sẽ sanh lên cảnh giới người, cảnh giới trời. Còn cái nhóm vòng tròn xấu nó nhiều đó thì chúng ta sẽ sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Như vậy thì cái con đường mà chúng ta sanh trong tương lai do chính chúng ta quyết định, chứ không phải do ông trời, không phải do ông Phật. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện giáng giái Phật đời độ cho mình, cho tai qua nạn khỏi, nhưng mà mình gây những cái nghiệp xấu rồi thì tai nạn nó tới rồi, Đức Phật cứu mình được không? Sao mình biết cứu không được? Trời ơi, không tin Phật sao? Phật lực là không thể nghĩ bàn. Sao không tin? Sở dĩ mà tôi không có nghĩ rằng là ông Phật ông có thể cứu mình được là tại vì chúng ta biết trong cái lịch sử thời Đức Phật còn tại thế đó, có cái câu chuyện lịch sử là dòng hoàng tộc Thích Ca, tức là bà con quyến thuộc ruột rà của Đức Phật, phải không? Dòng hoàng tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly qua đem kéo quân qua tàn sát. Quý Phật tử có nghe cái đó chứ gì, phải không? Lúc đó Đức Phật còn tại thế, chứ không phải là Đức Phật ngồi trên bàn thờ bây giờ đâu. Đức Phật có muốn cứu dòng hoàng tộc Thích Ca không? Có muốn cứu, có muốn thể hiện một vài lần đặng mà có thể cản trở vua Lưu Ly, nhưng mà rốt cuộc được không? Không được. Mình bà con với Đức Phật với lại dòng hoàng tộc Thích Ca ai gần hơn? Mình hơi bộ xa hơn,
Phải vậy không? Dòng hòa thượng Thích Ca là bà con thân thiết của Ngài mà, bà con trong quyến thuộc của Ngài mà Ngài còn cứu không được. Mình bà con hơi xa quá, mà lúc bây giờ Phật Niết Bàn rồi nữa, thì chắc là Phật cứu mình không nổi rồi. Phải vậy không? Cho nên phải hiểu rằng người, cái người Phật tử có chánh kiến chánh tính á, phải biết rằng Phật cứu mình bằng cách là Phật dạy cho mình đi con đường này nè, không có chông gai, không có hầm hố, thì mình nghe theo lời Phật để mình đi theo con đường đó, tức là Phật đã cứu mình rồi đó. Chứ không phải Phật nói con đường này nè, không có chông gai, không có hầm hố, đi con đường này đi con, cái mình không nghe lời, mình đi con đường này nó có nhiều chông gai, nhiều hầm hố, cho đến khi mình chập hầm nó, Phật ơi cứu con, Phật ơi, cũng không cứu nổi đâu. Phật cứu ngay từ cái đầu mà Phật chỉ mình con đường đó, cứu cái chỗ mà Phật chỉ đó. Như vậy thì mình có tiếp nhận cái sự mà Phật cứu mình hay không là do mình. Chứ mình không có tiếp nhận rồi đến chừng đó mình mới kêu Phật cứu là Phật không cứu nổi. Phải vậy không? Rồi đó. Thí dụ như giờ Phật cứu mình là Phật nói rằng trong ngũ giới đừng có uống rượu. Cái mình không nghe lời mình uống rượu, cái tới chừng bây giờ nó gan nó chai, Phật ơi cứu con, bây giờ cho con hết bệnh gan. Không được đâu con, cái này con uống rượu nhiều quá rồi, cái gan của con nó hư hết rồi. Phật cứu là học, Phật cứu là Phật đặt ra năm cái điều này là con nghe lời là Phật cứu á, là Phật đã cứu con đó. Mà cái điều này con không nghe, con uống rượu thì cái gan con hư, là tới chừng gan hư mới kêu tới Phật thì Phật cũng vô phương cứu rồi. Tức là lúc đó là, lúc đó là cái lúc đó, đúng ra thì Phật cứu được đó, Phật cứu một số người trong dòng hoàng tộc được. Là tại vì khi mà Phật về Phật độ đó, thì có một số các cái người thân nhân quyến thuộc của Đức Phật trong dòng hoàng tộc Thích Ca đó nghe lời Phật xuất gia, thì những người đó trở thành các vị tỳ kheo thánh đệ tử Đức Phật hết. Thì khi mà vua Lưu Ly kéo quân qua đó, thì chỉ tàn sát những người chưa xuất gia thôi, chứ còn mấy cái người xuất gia là vua Lưu Ly không có động tới. Vua Lưu Ly là con của vua Ba Tư Nặc, tôi từng có nghe cái tên vua Ba Tư Nặc đó, là con vua Ba Tư Nặc, là hai ông vua đó cũng là rất là kính Đức Phật và kính tăng đoàn. Cho nên cái viện nào mà xuất gia là hai cái ông vua này nè, Ba Tư Nặc với lại là ông vua Lưu Ly nè, ổng lo cho về tứ sự để cho các vị đó có an ổn, có điều kiện thuận lợi để tu tập. Còn ông nào mà chưa xuất gia ở nhà thì giết hết, tàn sát hết. Thành thử ra Đức Phật cứu được chứ không phải là cũng được. Bởi vì tất cả những cái người đó dù cho xuất gia hay chưa xuất gia, những người đó đó theo như là trong cái điều Đức Phật dạy hồi cái thời tiền kiếp của họ đó, cũng đều là dân trong xóm đó và tham dự vào cái hành động mà tát ao cá để mà ăn cá. Tức là do cái nhân đó mà sau này bị vua Lưu Ly tàn sát. Bởi vì Lưu Ly là một cái con cá ở trong cái ao đó. Thì như vậy thì những cái người mà xuất gia theo Đức Phật đó, những người đó đều có tham dự vô cái việc gieo nhân nữa hết. Gieo cái nhân xấu là ta cào ca hết. Nhưng mà trước khi cái quả nó hiện ra, tức là cái vòng tròn nó chưa giáp vòng á, thì lúc bấy giờ các vị đó phát một cái tâm lành là xuất gia theo Đức Phật. Và do cái phát tâm lành đó cho nên cái vòng tròn nó tự nhiên nó sẽ chuyển qua một cái chiều hướng khác, mà vua Lưu Ly không có đụng tới mấy người này. Chứ còn nếu mà còn ở trong hoàng cung á, thì cái vòng tròn này nó xe theo cái thời gian rồi nó từ từ nó giáp mối lại. Mà khi mà nó gần tới giáp mối rồi đó, tức là lúc mà vua Lưu Ly mà kéo quân qua mà dây thành đó, thì lúc đó giả sử như có một cái gì đồng trong dòng hòa thượng Thích Ca đó, bây giờ tôi muốn xuất gia được không? Trễ rồi, xuất gia là xuất gia trước đi chứ bây giờ người ta bao dây hết trơn rồi làm sao ông vua Lưu Ly đâu có tha được, phải không? Thành ra quý Phật tử nghe mấy câu chuyện đó mình phải suy gẫm. Nhiều khi bây giờ mình nghe người ta nói thôi phát tâm ăn chay đi, nghe niệm Phật đi, cái mình nói từ từ hả? Có không? Có nhiều người nói từ từ, không thẳng từ từ. Mà chúng ta biết từ từ thì sao? Nó trễ như vậy tới khi Lưu Ly kéo quân qua là không kịp nữa rồi, phải không? Thành ra mình mới mốt mình có khuyên bạn mình đó, mà có ăn chay ráng ăn chay niệm Phật tu hành đặng là được giải thoát giảng sanh về cực lạc, mà người ta nói rằng thôi để từ từ, cái mình mới nói nhắc cho người ta biết vậy nè, từ từ chờ Lưu Ly kéo quân qua hay sao? Phải vậy không? Bây giờ tới chừng đó là không kịp nữa rồi, mình phải đi sớm, mình phải làm sớm thì mới thoát được. Chứ còn chờ kéo quân qua mà người ta dây hết rồi, lúc đó mình phát tâm không kịp nữa rồi. Thì nãy giờ chúng tôi nói về cái nghiệp đó, tức là nghiệp là cái vòng tròn đó đó. Và như vậy khi mà chúng ta nhận một cái nghiệp xấu đó, tức là một cái vòng tròn mà chúng ta đã tạo ra do cái nhân xấu của mình, bây giờ nó bắt đầu nó giáp mối lại, thì mình nhận cái nhân xấu đó là do mình đã tạo cái vòng tròn đó, chứ không phải là tại người này, tại người kia, tại người nọ. Chừng nào mà quý Phật tử có thể tin nhân quả được rằng khi mà mình gặp khổ thì không phải tại ai hết mà tại mình.
Khi mà cái người nào mà khẳng định được điều đó thì người đó đã có một cái tiến bộ rất là đáng kể, rất là giỏi đó, chứ không phải dở đâu. Bởi vì tôi nói thiệt với quý Phật tử là ngay trong những cái hàng xuất gia mà tôi tiếp xúc, nhiều khi cũng có phiền não nữa. Phiền não là sao? Là tại đổ thừa người này, tải người này, tải người kia, tải người nọ, họ làm khổ tôi. Không, nhưng mà khi mà mình tin nhân quả là mình thấy không ai làm khổ mình hết, chỉ có nghiệp xấu của mình làm khổ mình thôi. Lúc đó mình sẽ không có một người nào mình phiền, mình buồn gì hết. Cho nên lúc đó chúng ta sẽ không có kẻ thù. Cho nên tôi có một cái phương châm gì chia sẻ với quý Phật tử, với đại chúng, rồi ai có thể áp dụng được thì áp dụng cái này. Có thể có những người ghét mình. Quý Phật tử có khi nào nghĩ là mình tu cho đến mức độ không ai ghét mình hết, tu được không? Sao vậy? Ráng tu cũng được chứ, mình tu dở không được chứ, gặp mấy người tu giỏi cũng dám được lắm à. Sao? Không dám tự tin hả? Đúng ra thì mình tu cho không ai ghét mình hết thì nếu mà suy nghĩ kỹ là không thể được. Tại vì tu mà đâu chớ đến thành Phật cũng có người ghét như thường, phải không? Thành ra mình cũng không bao giờ mình tu hơn Phật đến mức độ là không ai ghét mình hết. Cái đó tu không được đâu, chứ không phải là khó gì đó. Cái chuyện đó là cái chuyện không được chứ không phải là khó. Khó là cái chuyện là có thể được, có người làm được. Nhưng mà cái này không phải là khó, mà là cái này là không được. Tại vì ngay cả Đức Phật vẫn có người ghét Đức Phật, phải không? Ngoại đạo nó rất là ghét, bị đệ tử nó theo Phật đó, là nó ghét. Nhưng mà mình tu như vậy được, tu đừng ghét ai hết, thấy không? Mình tu làm sao cho đừng ghét ai hết. Nghĩa là có thể có những người ghét mình thì cái chuyện đó của người ta rồi, mình không có thể nào mà mình có thể mình làm cho người ta không ghét được. Cái đó là không có sửa đổi người ta gì được hết á, không có thuyết phục người ta được hết. Tức là có thể có những người ghét mình, nhưng nhất định mình không có người mình ghét. Vậy được không? Có thể có những người thù mình, nhưng nhất định mình không có người nào mình thù hết, phải không? Có thể có những người ngăn cách với mình, nhưng nhất định sẽ không có người mà mình ngăn cách. Rồi ráng tu được nhiêu đó thôi. À, vậy ráng nghe. Mời mốt những người nào mà nghe được cái đó mà tin được Phật Pháp sẽ không có cái từ ngữ này: tôi giận nó quá, nghe, tôi buồn nó quá, nghe. Dẹp nó qua một bên, dẹp cái nó qua một bên. Đáng lẽ phải buồn mình nè, bởi vì không phải do nó đâu, do mình. Nghe. Mời mốt, đúng ra nếu mà hiểu được mà tin sâu nhân quả vậy đó, thì những cái người như vậy, những cái Phật tử như vậy đó, mà mình nhắm được không? Được không? Nếu mà được như vậy đó thì không phải cái người đó hạnh phúc đâu, mà là gia đình, trước hết là gia đình của người đó hạnh phúc. Bởi vì mình có thể nghĩ là về trong nhà của mình, nhất định mình sẽ không có giận một cái thành viên nào trong nhà của mình hết. Rồi, ngon lắm ha. Cái gia đình đó là một cái gia đình thiên đường đó, phải không? Chỉ cần cái mình hiểu được về nhân quả rồi, về nghiệp rồi, thì nhất định là mình sẽ không giận bất cứ một thành viên nào trong gia đình mình hết, dù cho có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, được như vậy là mấy người trong nhà mình, người ta mừng biết bao nhiêu mà nói, phải không? Cái hạnh phúc rất là lớn. Như vậy thì nãy giờ đúng ra nói pháp đàm chứ tôi thì nói nhiều, quý Phật tử thì chưa có ý kiến gì. Bây giờ cái phần còn lại, với tất cả những cái điều mà tôi trình bày, điều quan trọng nhất là về nhân quả và nghiệp, chúng ta càng hiểu thấu đáo và chúng ta càng có một cái sự khẳng định chừng nào, thì đó là cái khẳng định của cái trình độ tu tập của mình. Như vậy thì về những cái vấn đề mà tôi mới vừa trình bày, có ai có nghi gì không? Và có ai có cái điều gì mà chưa được hiểu rõ thì chúng ta có thể nêu lên. Hoặc là cái khi ta hiểu rồi nhưng mà ta nghĩ rằng một số người bạn của mình chưa được hiểu, thôi ta hỏi đặng cho mấy người kia nghe. Ví dụ vậy. Tức là giống như không phải tôi hỏi cho tôi mà tôi hỏi giùm cho người ta. À, nếu ai thấy có vấn đề gì chúng ta đưa ra, thì như vậy mới gọi là đàm luận về chánh pháp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô quý Phật tử ở đây. Con xin hỏi thầy á, con biết nghe thầy giảng cái nghiệp và nhân quả con hiểu rồi, giờ con quay hướng niệm Phật thầy. Dạ, mình niệm Phật A Di Đà nhất tâm bất loạn là có lợi ích gì thầy?
xin thầy chỉ dạy cho tụi con. A Di Đà Phật. Cảm ơn. Cái mà chúng ta hướng tới cái kết quả là nhất tâm bất loạn đó là do căn cứ theo lời Đức Phật Thích Ca dạy trong kinh Phật thuyết A Di Đà kinh. Trong cái kinh mà Phật thuyết A Di Đà kinh đó, thì Đức Phật Thích Ca nói rằng là ngài nói chuyện với cái ngài Xá Lợi Phất. Hữu Xá Lợi Phất, các vị nào mà tụng kinh mà văn chữ Hán á thì sẽ đụng đoạn này: Hữu Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Có nghĩa là bất khả là không thể, dĩ thiểu tức là dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào nước đó. Không có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước đó đâu. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thuyết A Di Đà Phật. Tức là này Xá Lợi Phất, nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe nói đến Đức Phật A Di Đà, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, tức là nắm giữ lấy danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Nên là nắm giữ lấy cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, một lòng không loạn, nhất tâm bất loạn, tức là một lòng không loạn. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, tức là cái người đó đó đến cái thời điểm mạng chung, lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là Đức Phật A Di Đà cùng với các cái thánh chúng hiện ra trước mặt người đó. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức là cái người đó cái lúc lâm chung lòng không điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Như vậy thì theo cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Đức Phật nói rằng là không có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà có thể sanh về nước đó được đâu. Nước đó đây là nước Tây Phương Cực Lạc. Nếu có người thiện nam thiện nữ nào mà nghe nói đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và nắm giữ lấy danh hiệu đó, gọi là chấp trì danh hiệu. Nếu từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, một lòng không loạn, người đó đến lúc lâm chung đó, được Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện thân trước mặt người đó. Người đó lúc lâm chung á, khi mà Đức Phật hiện thân ra, là người đó lúc lâm chung lòng không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì cái việc mà nhất tâm bất loạn, một lòng không loạn này, để đạt được cái mục đích là Đức Phật sẽ hiện ra trước mặt người đó, và người đó đến lúc lâm chung lòng không điên đảo, liền được vãng sanh về cái nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái kết quả của một lòng không loạn. Nhưng mà khi mà cái hành giả vào cái thời này, tức là cái thời mật pháp ấy, mà niệm Phật được một lòng không loạn, mà từ ở trong kinh đó là từ 1 ngày cho tới 7 ngày, có nghĩa chúng ta phải hiểu rằng là tối thiểu là 1 ngày, chứ không có nói nửa ngày hay không có nói mấy tiếng gì đó. Từ 1 ngày cho tới 7 ngày thì mình biết là ít nhất là 1 ngày. Cái đó tôi thấy cũng khó ăn lắm đó. Phải không? Khó ăn lắm. Cho nên khi mà tôi đọc tới đó là tôi thấy là mình chắc không có phần trong này rồi. Phải vậy không? Dạ, dạ khó lắm thầy. Khó lắm. Khó nghĩa là có người được, nhưng mà cái chuyện đó là mình không có dự phần đâu. Nhưng mà tôi còn hy vọng cái là khi đọc cái kinh Vô Lượng Thọ nói về Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện của ngài, thì trong đó có lời nguyện thứ 18, tức là cái người là chúng sanh đầu anh trong 10 phương mà nghe danh hiệu của ta mà lúc lâm chung niệm được 10 niệm, mà nếu ta không hiện thân tiếp dẫn người đó vãng sanh thì ta thề không có thành Phật, không có ở ngôi chánh giác. Thì cái điều này tôi thấy nếu mà mình một lòng không loạn mà trong 1 ngày tối thiểu thì có thể khó, nhưng mà 10 niệm lúc lâm chung thì hy vọng. Thầy cho con hỏi, nếu mà mình 10 niệm đó mình giảng sanh á, là mình ở hạ phẩm hạ sanh phải không thầy? Trong chính phẩm hoa sen á thầy. Cái đó thì chưa dám xác định là trong cái phẩm nào. Một cái điều quan trọng á, mà tôi nghĩ tới đó là được sanh hay không vậy thôi. Còn sanh phẩm nào cũng được hết trơn á. Cái đó tôi không có thắc mắc, không có ý kiến gì cái chuyện phẩm nào. Mà tôi chỉ mong rằng là làm sao mình giữ trong chính phẩm là được rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Thịnh Trang. Con xin phép được hỏi Hòa Thượng một câu. Thì tụi con tu theo tịnh độ. Tịnh độ thì tụi con cầu theo
niệm Phật khi giảng sanh con cầu về thế giới A Di Đà là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn những người không tu theo tịnh độ, chẳng hạn như là tu các môn phái như là mật tông hay là khất sĩ hay là vân vân, thì khi lâm chung sanh về cõi nào A Di Đà Phật? Thế giới Ta Bà này nó có ba cõi. Cõi thấp nhất là cõi dục giới, cõi cao hơn gọi là cõi sắc giới, và cao hơn nữa là cõi vô sắc giới. Cái cõi sắc giới và vô sắc giới đều là những cõi trời, bởi vì ngay cái cõi dục giới này nó có sáu đường từ thấp cho tới cao, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời. Như vậy thì cái đường cao nhất ở trong cái cõi dục này nè là đã là đường trời, cho nên gọi là cõi trời dục giới. Nó có sáu cái cõi trời dục giới, tức là tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất, quá lạc, tha quá tự tại. Tất cả cái đó đều ở trong cõi dục hết. Từ cõi trời sắc giới trở lên là dành cho những người tu thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là sanh về bốn cái cõi sắc giới trên đó. Và những người nào mà tu thiền vô sắc, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, là trên cái cõi vô sắc. Bây giờ nói về cái cõi cõi sắc giới và vô sắc giới là do những người tu thiền hết. Như vậy thì những người không cầu về cực lạc thì họ phải đoạn trừ hết tất cả các phiền não, họ mới được nhập niết bàn, là ra khỏi ba cõi. Còn nếu mà phiền não họ còn, dù cho họ có chứng thiền đi nữa, dù cho họ có chứng thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trong tứ thiền sắc giới, hay là những cái bậc thiền vô sắc như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, thì những người đó vẫn sanh lên cõi trời sắc giới hay vô sắc giới. Mà dù cho sanh lên cõi trời sắc giới hay vô sắc giới thì cũng nằm trong ba cõi, chứ chưa ra ngoài ba cõi. Chưa ra ngoài ba cõi tức là vẫn còn ở trong thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà nó có ba cõi đó. Và những người nào mà chưa đoạn trừ hết tất cả phiền não, gọi là mười kiết sử, gồm có năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử, những người đó đó là nằm trong cõi Ta Bà này hết. Dù cho có chứng thiền cũng lên cõi sắc giới, như là những ông thầy của Thái Tử Siêu Ta, tức là ông Alara Kalama hay là ông Uttarakarama Buddha, là những ông thầy đương thời đó, thì ổng cũng sanh lên cõi trời vô sắc thôi. Mà cõi trời vô sắc thì cũng nằm trong ba cõi này, chứ chưa ra khỏi cõi Ta Bà. Còn người nào mà giảng sanh thì ra khỏi cõi Ta Bà. Còn những người kia mà chưa đoạn trừ hết phiền não, đoạn trừ hết phiền não họ sẽ nhập niết bàn. Còn không đoạn trừ hết phiền não, họ sẽ đi trong sáu đường. Mà dù cho như ông Uttarakarama Buddha, tức là ông quốc đầu lâm phất, mà ông sanh lên cõi trời cao nhất là phi tưởng giới, phi tưởng xứ, ở trên cái cõi trời vô sắc đó, thì đến khi mãn cái sức thiền của ổng đó, ổng cũng sanh vào cái loài chồn phi ly, tức là có thể bay lên để bắt chim và có thể lặn xuống nước để bắt cá, tức là ổng trở nên một loài súc sinh. Sau khi chứng thiền rồi và ở trên đó mãn cái thiền đó thì ổng cũng đọa làm súc sinh trong cái cõi này. Cho nên nếu không giảng sanh rồi á thì đi vào trong sáu đường, nếu chưa đoạn trừ hết phiền não. Đoạn trừ hết phiền não niết bàn. Mà bây giờ đó, một người mà có thể chứng được niết bàn không dễ đâu. Mà không chứng được niết bàn đi vào sao được? Chắc chắn vậy thôi. Còn cái người tu tịnh độ có thể ra khỏi ba cõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư thầy cùng các anh chị bạn đồng tu. Con có câu hỏi này, vì sao người Phật tử lại niệm danh hiệu Phật A Di Đà? Câu trả lời nhanh gọn nhất là có duyên. Không có duyên không niệm được. Phải nói rằng cái người mà tin nhận pháp môn tịnh độ và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà không phải đơn giản mà có thể làm được. Tôi có từng chứng kiến ấy, nhiều khi mấy đứa nhỏ ở xuống hồi đó đi phà, nó phà cái nó là anh xin cái có mấy Phật tử đi chung đó và cho, nhưng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi cho tiền. Không có niệm được. Cho tôi xin tiền đi, đói quá thì cái đó thì nói cái đó thì được. Nhưng mà nói Nam Mô A Di Đà Phật, mà thậm chí với Phật tử nó nè, bây giờ nói theo nghe, Nam Mô cho tiền đi, cho tiền tôi ăn.
Nói cái đó thì nói được chứ không phải là không nói được, nhưng mà niệm thì không niệm được. Vậy thì cái câu trả lời là tại sao mà chúng ta niệm ấy, Đức Phật A Di Đà? Đó là do duyên. Chúng ta rất là có nhiều cái duyên cho nên chúng ta mới niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Rồi. Không có duyên là không niệm được. À, dạ kính bạch quý sư thầy. Dạ con tên là Thanh Ngọc, con pháp danh Mỹ Thiện. Dạ kính thưa tất cả mọi người có mặt ở đây. Dạ con có một câu hỏi nên xin quý sư thầy. Dạ là như thế nào là niệm Phật chưa được niệm chúng sanh ạ? Dạ con cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn. Niệm chúng sanh trước hết à. Niệm Phật trừ được niệm chúng sanh. Mà trước hết mình biết niệm chúng sanh là niệm gì cái đó. Niệm chúng sanh là niệm hơn thua, niệm bon chen, niệm giận hờn, thậm chí niệm thương mến nha, mà ái luyến nữa, đều là những cái niệm chúng sanh hết. Tất cả những cái niệm chúng sanh đó làm cho chúng ta bị ràng buộc ở thế gian này. Cái niệm chúng sanh tức là niệm những cái mà gọi là vui buồn sướng khổ gì đó, niệm ràng buộc với nhau. Rốt cuộc niệm chúng sanh là hơn thua, rồi thương ghét này cái nào vân vân, tất cả đó gọi là niệm chúng sanh. Và chính cái niệm chúng sanh đó làm cho chúng ta bị ràng buộc ở trên thế gian này. Và niệm Phật á, thì trừ được niệm chúng sanh. Tức là khi chúng ta niệm Phật á, thì chúng ta không có niệm chúng sanh. Lý do tại sao vậy? Tại vì cái niệm của chúng ta nó rất là nhanh nhạy. Và cái niệm của chúng ta đó là nó rất là độc lập. Là như thế này, quý Phật tử có hình dung được rằng khi tôi đốt một cái nhang và tôi đang ở trong bóng tối không có một ánh sáng nào hết, thì chúng ta thấy cái gì? Thấy một đốm sáng, phải không? Phải không? Thấy một đốm đỏ là đầu cái nhang á, phải không? Nếu tôi quơ qua cái vậy thì tôi thấy cái gì? Thấy một đường sáng, phải không? Qua vậy cái mình thấy cái đường sáng nó dục hiện ra rồi nó biến mất luôn, phải không? Rốt cuộc lại khi mà quơ qua vậy tôi dừng lại thì tôi vẫn thấy có một đốm sáng thôi, phải không? Mà chúng ta biết rằng là không biết mấy người lớn tuổi có hình dung được cái này không? Tức là một cái đường đó là do tập trung nhiều cái điểm mới thành một đường. Nói vậy quý Phật tử có hiểu được không ạ? Nhiều cái điểm đó mới hợp thành một đường, phải không? Phải vậy không? Như vậy thì khi người ta quơ như vậy đó, chúng ta thấy một cái đường đó là một cái ảo giác. Chứ thật sự mà khi mà chúng ta quơ chậm á, thì chúng ta cũng thấy một điểm, một điểm, một điểm, một điểm, một điểm, một điểm thôi. Ý tôi muốn nói rằng khi mà rốt cuộc rồi thì ở trên đầu cái nhang chỉ có một điểm thôi chứ không có đường nào hết. Nhưng mà có khi mà nó di chuyển nhanh quá đó thì cái điểm đó qua một cái vị trí thứ hai, qua vị trí thứ ba, qua vị trí thứ tư, qua vị trí thứ năm á, thì chúng ta cũng có cái ảo giác giống như nó cũng vẫn còn xuất hiện ở mấy cái vị trí số 1, số 2, số 3. Mặc dù nó qua tới cái vị trí số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10 rồi, nhưng mà mình có cái ảo giác giống như nó còn vẫn còn xuất hiện ở cái vị trí số 1, số 2. Cho nên kết hợp những cái đó nó mới trở thành một đường, phải vậy không? Cái thật sự tôi gọi đó là ảo giác là tại vì khi nó qua một cái vị trí thứ hai thì cái vị trí thứ nhất của nó không còn nữa rồi. Nghĩa là nếu mà chúng ta dừng cái thời gian thật là nhỏ đó, thì ở mỗi một cái thời điểm đó, cái là gọi là thời điểm, mỗi một thời điểm nó chỉ có một điểm một thôi, một cái đốm đỏ thôi. Chứ nó không thể cùng một lúc mà có điểm này rồi có điểm này, không thể có trường hợp đó. Có phải vậy không? Như vậy thì cái tâm của chúng ta nó cũng giống như vậy đó. Khi mà nó ở chỗ này thì nó không ở chỗ khác. Nhưng mà tại vì cái tâm chúng ta lẹ quá rồi, chúng ta thấy có ảo giác giống như nó vừa là ở chỗ này mà vừa ở chỗ kia. Nó thật sự đó, khi nó ở chỗ này là nó không có ở chỗ kia. Cảm nhận được cái điều đó không? Và như vậy thì rõ ràng nếu chúng ta hiểu được điều đó thì nó sẽ giải thích là niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh. Khi mà cái niệm của mình nó ở ngay cái chỗ Phật rồi thì chúng sanh nó không có xuất hiện. Nhưng mà có điều đó, có điều quý Phật tử có cái ảo giác này, sao mà tôi niệm Phật sao mà rồi tôi cũng nhớ chuyện này chuyện kia mà trong lúc tôi niệm Phật, phải vậy không? Tức là cái tâm của chúng ta nó rất là nhanh nhạy, nó nhanh còn hơn chúng ta quơ qua nữa. Tức là nó niệm Phật xong cái nó nhớ cái chuyện người này người kia, còn cái rõ là nó niệm Phật, nó xẹt qua, nó xẹt lại, nó xẹt qua, xẹt lại. Thì chúng ta có cảm nhận là vừa niệm Phật mà vừa nhớ cái chuyện kia.
Thật sự khi chúng ta niệm Phật, ngay cái điểm niệm Phật đó, chúng ta không có nhớ cái chuyện bên kia. Và khi chúng ta đương nhớ cái chuyện bên kia đó, là chúng ta đã không có niệm Phật. Nó chỉ có ở tâm chúng ta, chỉ có ở một chỗ trong một thời điểm, nó chỉ có một chỗ duy nhất thôi. Thì hiểu được như vậy, chúng ta biết rằng nếu chúng ta niệm Phật mà niệm cho nó miên mật miệng, niệm cho nó thật là nó khích khao á, thì sẽ không có niệm chúng sanh nào xen vô hết. Bởi vì chúng ta niệm Phật mà chúng ta có những cái kẽ hở, là niệm Phật xong rồi cái chúng ta nhớ cái chuyện người này nói hành nói tỏi mình đó, rồi chúng ta lại niệm Phật, rồi chúng ta nhớ cái chuyện kia. Nhưng mà cái thời gian này nó rất là nhanh, bởi vì cái tâm chúng ta nó xẹt qua xẹt lại rất là lẹ, thì chúng ta có cảm giác, có cái ảo giác như là mình vừa niệm Phật liên tục ở bên đây, không có kẽ hở nào, mà mình lại nhớ cái chuyện bên kia. Không có chuyện đó đâu. Bởi vì nếu nó nằm bên đây là nó không nằm bên kia, nếu nó nằm bên kia là nó không nằm bên đây. Cho nên nếu mà chúng ta niệm Phật một mực miên mật á, thì sẽ không có niệm chúng sanh. Vậy thôi. Và như vậy đó, từ đó đó có một cái điều nữa, là quý Phật tử có một cái cách để trừ vọng tưởng. Là khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta nhớ cái điều gì đó, nhiều khi chúng ta khó chịu vì cái chuyện đó, chúng ta tự trách mình vì cái chuyện đó, tại sao niệm Phật mà nó nhớ cái chuyện này hoài, mình không muốn nhớ mà tại sao nó nhớ, vân vân. Thì chính cái khó chịu của mình đó là một thứ vọng tưởng. Bởi vì khi mà mình đang khó chịu đó, là lúc đó mình không có niệm Phật. Cho nên cái cách trừ vọng tưởng hay nhất là chừng nào nó khởi lên, kệ nó, mình chỉ có chú tâm vô niệm Phật thôi. Mỗi một lần nó khởi lên một cái vọng tưởng nào thì mình biết rằng cái chỗ đó là cái câu niệm Phật của mình nó có kẽ hở để nó mới có thọt vô. Bây giờ mình cứ chú tâm mình niệm Phật cho nó đừng có kẽ hở thì cái kia đó tự nhiên không có. Chứ đừng có khó chịu vì nó, đừng có chuyện cằn nhằn nó thì cái đừng có gì hết. Mà mình chỉ có một cách thay nhất mà tôi có thực hành rồi, tức là thay kệ nó. Khi mà mình nhớ tới nó rồi thì mình nhớ là mình biết là mình có vọng tưởng rồi, thay kệ nó, mình lo niệm Phật. Đây là cái cách hay nhất để trừ vọng tưởng. Chứ đừng có thắc mắc về nó. Bởi vì những cái thắc mắc của chúng ta, những cái khó chịu của chúng ta, những cái mà bức rứt của chúng ta, đó là một thứ vọng tưởng. Nó sẽ làm mạnh thêm cái phe vọng tưởng đó. Chúng ta đừng có để ý tới nó. Bây giờ chúng ta chỉ để ý niệm Phật thôi. Là tự nhiên khi mà chúng ta chú ý niệm Phật thì vọng tưởng đó không có chỗ nó xen vô. Vậy thôi. Tại vì chúng ta niệm Phật còn hơi hở hở đó, nó mới xen vô được. Nếu mà niệm Phật nhặt lại thì nó sẽ không xen vô. Chỉ vậy thôi, đơn giản. Đó là niệm Phật trừ niệm chúng sanh. Niệm chúng sanh là niệm vui, buồn, thương, ghét, giận, hờn, đồ vân vân, đủ thứ chuyện. Đó là những cái niệm chúng sanh. Rồi, Di Đà Phật. Mô Phật, con kính bạch Thượng Tọa là Thượng Tọa Quan Hỷ bố thí và chia sẻ cho chúng con là nếu như niệm Phật mà miên mật như vậy á, thì đối với những vị mà lớn tuổi đã ví dụ như là nghỉ hưu hay là những cái công việc mà tiền á, thưa sư, thì cơm áo gạo tiền á, dạ, thì không còn bị chi phối nữa, thì có thể là chuyên tâm vào câu niệm Phật để mà miên mật về vãng sanh, là có thể gần với thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Như vậy con xin Thượng Tọa là Hoan Hỷ chia sẻ với những người tuổi trẻ mà lo hằng ngày kiếm cơm áo như tụi con á, thì có thể làm sao mà thiết lập được cái tịnh độ mà nhân gian trong cái cuộc sống để mà chúng con có thể gần với Đức Phật A Di Đà hơn ạ. A Di Đà Phật rất cảm ơn. Các vị cổ đức xưa đó, hồi xưa giờ cũng vậy à. Bây giờ mình bận rộn với hồi xưa cũng bận rộn, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Thời nào nó cũng bận rộn hết trơn thôi. Cho nên các vị cổ đức với những cái lòng từ mẫn, các ngài chỉ dạy mình có cách này, tức là thập niệm vãng sanh. Thập niệm vãng sanh có cách thành trì như thế này, tức là mỗi buổi sáng thức dậy, sau khi mình đã vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi, nếu mà mình có bàn thờ trong nhà thì mình tới trước bàn thờ. Nếu mà cái trường hợp gia đình mình không có bàn thờ cũng không có gì trở ngại. Cho nên đó, niệm Phật á, cái người tu tịnh độ khó nhất là mình có được cái niềm tin tịnh độ, là cái đó là khó nhất rồi đó. Cái người nào mà có niềm tin tịnh độ là người đó đã có một cái hành trình dài đáng kể trên con đường tu tập rồi đó. Bởi vì từ không có niềm tin mà có niềm tin, cái chuyện đó khó lắm. Mà có niềm tin được là cái chuyện đó rất tốt. Phần còn lại không khó.
Tức là khi mình có niềm tin rồi đó, thì kể cả cái chuyện mình có bàn thờ Phật ở nhà thì đó là quý rồi. Thậm chí trong trường hợp mình không có bàn thờ Phật ở nhà, tại sao vậy? Tại sao không có bàn thờ Phật? Tại vì nhiều khi mình làm dâu trong nhà mà gia đình đó là không có phải có cái thuận hợp về cái tín ngưỡng cho mình được tự quyền mình muốn thờ gì mình thờ đâu. Nhiều khi thí dụ như mình có duyên với Pháp Vô Tịnh Độ, mình niệm Phật, nhưng mà cũng có cái duyên nghiệp gì đó, mình có ông chồng mình ở công giáo rồi sao, ai cho mình thờ Phật ở nhà? Thì trong trường hợp đó cũng không có gì trở ngại. Tức là chúng ta sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi, chúng ta không phải hướng về bàn thờ Phật, mà chúng ta hướng về hướng Tây, hướng Tây của cái chỗ nhà của mình á, hay cái vị trí nhà của mình. Mà cái hướng Tây thì dĩ nhiên mình biết rồi, vậy phải không? Hướng về hướng Tây, mình để dành ra một cái thời gian, tôi nghĩ rằng chừng 2-3 phút à, chứ không có nhiều đâu. Tức là chúng ta hít một hơi đầy rồi chúng ta niệm ra tiếng nhỏ nhỏ vậy thôi: Nam mô A Di Đà Phật, 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 cho đến khi hết cái hơi. Sở dĩ mà niệm ra tiếng là lúc bây giờ chúng ta mới có một cái khoảng để mà chúng ta đo lường cái số niệm của chúng ta hết một hơi. Chứ còn nếu mà mình không niệm ra tiếng thì mình niệm thầm thì không có ảnh hưởng gì tới hơi hết. Tức là mình thở vô cũng được, thở ra cũng được. Quý Phật tử khi mà hành cái này mới để ý rằng là khi mà mình nói chuyện đó, là trong cái lúc mà mình phát ra âm thanh thì tất cả những cái trường hợp đó mình đều đang thở ra, và mình chỉ thở vô khi mà mình nín đó. Cho nên mấy cái ông giảng sư đó, hay là mấy ông thầy giáo gì đó, người ta nói là gọi là mấy ông này gọi là bán cháo phổi. Hồi đó tôi cũng đi dạy học thời gian, cái nghề đó là cái nghề bán cháo phổi. Tại vì cái nghề đó là nói nhiều, người ta nói là hao hơi tổn tướng, thấy không? Hao hơi tức là cái hơi nó ra nhiều đó, là nó làm cho suy cái tướng của mình, nó tổn cái tướng của mình. Cho nên biết rằng khi chúng ta phát âm là lúc đó chúng ta đang thở ra. Bởi vì cái thở ra của chúng ta là luôn luôn, dù cho mình nói hay mình nín gì thì cũng có thở ra thở vô, phải không? Không thở ra thở vô chết sao? Như vậy thì khi mà chúng ta phát âm đều là chúng ta thở ra hết. Bây giờ quý Phật tử không tin nè, hít một hơi vô. Bây giờ niệm Phật ra tiếng: Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Có phải cho nó lúc nào đó là chúng ta phải nín, là chúng ta hít vô không? Phải vậy không? Thí dụ như mình nghe mấy cái người ca giọng cổ mà cái câu thiệt là dài với chứ, mà khi mà xuống cái xong rồi đó, là kế tiếp đó khi mà ta vừa nín là ta phải làm sao? Hít vô. Tức là nãy giờ là khi mà ta nói ra đó là hơi nó ra hết trơn, nó ra. Và như vậy đây, khi hết một hơi như vậy đó thì chúng ta kể là một niệm. Và chúng ta không cần biết rằng là một hơi như vậy mình được bao nhiêu niệm. Có người hơi dài thì niệm được mười mấy niệm, có người hơi ngắn thì niệm năm mấy niệm vậy. Chuyện đó không quan trọng, hết một hơi kể là một niệm. Và chúng ta làm 10 lần như vậy thì kể là thập niệm. Và như vậy là coi như xong một thời công phu của chúng ta trong một ngày. Và cái thời thập niệm này nè, khi chúng ta niệm xong rồi, chúng ta hồi hướng vắn tắt là con nguyện hồi hướng công đức này để mạng báo thân này được vãng sanh về cực lạc, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Và cái gì, cái thời công phu của chúng ta như vậy đó, tốn chừng khoảng trong vòng 5 phút trở lại. 5 phút trở lại thôi, không nhiều đâu. Người nào mà suốt đời mà hành trì như vậy đó, người đó nhất định sẽ được vãng sanh. Và cái thời khóa như vậy thì tôi nghĩ rằng các vị cổ đức cũng dạy rằng là cái đó dành cho các cái bậc mà vua quan mà bận cái việc nhiều quá đó. Người ta nói là dành cho vua quan thì không biết vua quan bận hay là dân gian bận, dân thứ cái nào bận nhiều hơn. Xin lỗi, dân gian mình lo cho một gia đình, còn vua quan người ta lo cho cả nước người ta, cái nào bận hơn? Vua quan mới bận hơn chứ. Bây giờ công việc của người ta rất nhiều, chứ mình là lo có một gia đình có mấy người, còn người ta, cái đối tượng lo của người ta đã biết bao nhiêu người, phải không? Cho nên cái cách đó đó là dành cho các cái vị vua quan quá nhiều bận nhiều việc, cho nên các vị đã hành trì như vậy. Nhưng mà do vì cái công phu hành trì, cái thời khóa như vậy đó là nó đã quá ít rồi, cho nên nó có một điều khó như thế này là không được ít hơn nữa. Do đó mà cái phép thập niệm này nè,
chỉ cần cái người nào mà hành thập niệm là đảm bảo được giảng sanh, với điều kiện suốt đời không sót ngày nào. Với điều kiện đó. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái thời khóa mà quá ngắn rồi, không thể ngắn hơn nữa. Ngắn hơn nữa là thiếu điều kiện. Cho nên nó ngắn như vậy rồi thì bây giờ mức độ đó thôi, không được ngắn hơn nữa. Tức là cái điều kiện khó đòi hỏi là suốt đời không được vắng một ngày, không được bỏ một ngày nào. Thì hành pháp tập niệm như vậy, tôi nghĩ rằng là nếu quý Phật tử mà có bận công việc, nó ít hơn cái việc vô quan mà chúng ta hành trì như vậy đó, thì nó không có ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền của chúng ta. Phải không? Rồi, chắc chắn. Nếu mà thực hiện như vậy, đó là lời dạy của các vị cổ đức. Và bây giờ tôi thêm một cái này nữa. Tức là nếu mà trong trường hợp như vậy đó, nếu mà chúng ta có điều kiện, với những người có điều kiện thôi, người không có điều kiện thì thôi, chúng ta thua. Nếu có điều kiện, điều kiện là điều kiện có ảnh hưởng với những người xung quanh đó. Nếu có điều kiện thuận lợi, chúng ta khi chúng ta bắt đầu sửa soạn ngủ, ta mở cái máy niệm Phật. Máy niệm Phật đó có thể là chúng ta thâu người khác niệm, hoặc là thâu chính chúng ta niệm, rồi chúng ta nghe suốt giấc ngủ chúng ta. Mới đầu thì tôi cũng thực hành nè. Mới đầu thì nó nghe cái bình thường thì im lặng, mình dễ ngủ. Còn nghe cái âm thanh nó hơi khó ngủ. Nhưng mà cái đó là chưa quen. Tới chừng quen rồi thì có cái đó là mau ngủ. Còn không có nó là hơi bị khó. Đã, nó quen giống như những cái điệu mà nó cứ đều nó làm cho mình ru mình vào giấc ngủ. Và cái điều đó nó cũng là quân tập vô trong tâm thức của mình. Cái này là cái phần lời, chứ cái phần vốn là thập niệm. Thập niệm buổi sáng là đủ rồi. Mà cái thập niệm này tôi nói không bỏ một ngày nào, có nghĩa là gì? Thí dụ như hôm nay, sáng nay tôi phải có việc đi Sài Gòn 3 giờ khuya. Thí dụ vậy. Thì cái chuyện là 2 giờ mấy tôi thức dậy rồi, đập sửa soạn lên xe. Giờ này là chưa có hành thập niệm. Chưa hành. Phải ở nhà tôi 5-6 giờ sáng tôi thức dậy rồi tôi hành thập niệm. Bây giờ 3 giờ là đi rồi, đâu hành thập niệm. Nhưng mà tới chừng 5-6 giờ sáng thì mình nhớ là cái cử của mình. Lúc đó xe nó chưa tới chỗ mình ngồi trên xe làm sao. Thì trong trường hợp này đó, thì nếu mà theo cái lời dạy kia đó, không hỏi thì tôi nêu ra, chứ còn đáng lẽ phải hỏi. Nói sư ơi, bữa nào lỡ đi sớm rồi sao hành tập niệm, thế dụ vậy. Thì trong trường hợp đó, tới cái giờ mà nó quen cái cử của mình rồi đó, thì mình nhớ lại bữa nay phải hành tập niệm. Mà nghe ông sư hôm trước ông nói là không được bỏ ngày nào, vậy thì ngày nào không được bỏ nữa. Bỏ nữa không được, không có giữ vô cái phần phẩm sen. Thầy bây giờ mình sẽ hướng tới trước mặt, bị xe nó chạy tới, mình ngồi ngay vậy nè. Mặc dù cái hướng tây là cái hướng ở đằng sau lưng mình á, thí dụ vậy, bị cái hướng xe chạy mà, thì lúc đó mình đừng có công thức thái quá, mình đừng có nguyên tắc thái quá, là mình nghe nói phải quay về hướng tây, cái mình phải quay lại như vậy. Mình niệm thì mấy người trên xe tưởng đâu mình là người cõi trên. Thì mình cứ ngồi tự nhiên vậy đi, mà mình nghĩ rằng, mình nhắm mắt lại và mình nghĩ rằng đây là hướng tây. Mặc dù là hướng tây ở sau lưng mình, hướng tây rồi. Mình hít một hơi mình niệm. Mà trên xe ồn ào lắm, mình niệm nhỏ nhỏ vừa mình nghe chứ, thì cũng không ảnh hưởng gì mọi người. Không chừng lúc đó người ta cũng đang ngủ nữa nghe. Mình niệm mình nghe thôi, là mình vẫn thực hiện được 10 niệm trên xe. Nghĩa là ý tôi muốn nói là cái cách hành 10 niệm này là rất là dễ. Đó là dù ở nhà mình có đầy đủ phương tiện cũng được, mà lúc đó mình đang ở ngoài đường cũng vẫn được như thường, miễn là không bỏ sót một ngày nào. Thì đây là cái điều mà để là không có trở ngại cho vấn đề cơm áo gạo tiền nữa. Còn thêm cái chuyện mà ngủ mình nghe niệm Phật nữa thì thôi, đảm bảo. Nhưng mà có điều gì nè, các vị nói rằng ái bất động bất sanh ta bà, niệm bất thuần bất sanh cực lạc. Mình niệm như vậy đó, nhưng mà nếu mà cái ái của mình không cắt thì không được. Cái này, chính cái này nè, là nó sẽ làm trở ngại của mình. Cái ái này nó gây ra mình nhiều cái trở ngại lắm. Bởi vì nó sẽ buộc ràng mình ở trong thế gian này. Đáng lẽ ra nếu mà mình có cái thương mà mình thương đúng chỗ. Nếu mà chúng ta thấy có những cái người mà xung quanh chúng ta đó, nhiều khi cái tình thương mà đặt không đúng chỗ đó có thể làm hại. Thí dụ như là con cháu mà chúng ta chiều nó quá, nuông chiều nó quá, là không phải cái thương đó là thương hại nó đó. Thương là chúng ta phải làm sao tạo điều kiện cho nó có thể trưởng thành,
đó, thì cái đó là thương thật. Còn thương mà cứ ấp ấp gì, cái đó là hại. Mà có chuyện mà ái của mình, ái luyến đối với người thân của mình cũng vậy đó, là hại. Giống như người thân của mình chết mà mình khóc lóc, thì cái đó là cái thương mà thương hại người ta. Cho nên cái người mà hiểu biết Phật Pháp gì đó, mình phải biết rằng là thay vì cái ái của mình là ái những người thân của mình đó, mình mở rộng cái ái đó là ái chúng sinh. Tức là chúng sinh đó là cha mẹ nhiều đời của mình. Tại sao mình chỉ biết đây là người thân của mình, còn cái đời trước của mình sao? Cha mẹ mình cũng lo cho mình vậy, à, không lẽ qua đời khác cái mình đó thôi, mấy cái công lao ơn nghĩa đó thôi mình xù. Cái người đó là vô ơn. Mà chúng ta phải nghĩ đến chúng sanh nhiều. Và nghĩ đến như vậy thì nó sẽ giảm đi cái ái luyến của chúng ta. Nghĩa là chúng ta còn có nhiều phận sự để làm, chứ không phải chỉ lo chăm lo cho mấy người này thôi. Cái mục đích, ý nghĩa cuộc đời của chúng ta là lo cho nhiều người, là các bậc cha mẹ trong nhiều đời của mình. Chứ không phải là chỉ có mấy người này mới là người thân, còn mấy người kia không phải là người thân. Chừng nào chúng ta có được cái đó, gọi là cái yếu tố phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm để là tâm lo cho tất cả chúng sanh đó. Thì cái tâm như vậy đó, nó có những cái điều kiện nó khế hợp với cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu mà chúng ta, cái tâm chúng ta nhỏ bé đó, thì chúng ta sẽ không khế hợp được với cái nguyện lực của Đức Phật. Thì cái điều đó, dù cho chúng ta có thành 10 niệm hay là hơn nữa, chúng ta cũng không được vãng sanh. Cho nên cái điều quan trọng tức là hành 10 niệm như vậy, nhưng mà đừng có, chúng ta phải để ý cái tâm ái luyến của mình. Nhớ rằng ở đây, ở Cần Thơ, tôi nhớ rằng cái này nè, cái này mới là cái điều quan trọng nhất của cái người nè. Cầu Cần Thơ bị sập, ở đây biết không? Cái người công nhân của cầu Cần Thơ sập đó, chết kỳ đó cũng 40 mấy người. Tôi đi vô thăm bệnh viện 40 mấy, gần 50 người á, 40 mấy người đó, gần tròn cái số 50. Thì những người đó đều là những công nhân lao động hết trơn. Và những người đó gọi là những người cột trụ của gia đình. Mà những người đó đó, khi mà họ còn sống đó, thì gia đình của họ cũng không phải giàu có dư giả gì đâu, cũng là qua ngày thôi, cũng là sống qua ngày thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà họ chết đó, thì tôi nói rằng cái tâm chúng ta rất là nhanh nha, nó rất là nhanh nhạy, để nó thấy dù cho chết liền đi nữa thì cũng có những cái tích tắc để người ta nhớ lại cái vị trí của người ta ở trong gia đình. Và người ta suy nghĩ liền. Cái ý nghĩ này rất là nhanh nha, nó nhanh như là cái vọng tưởng của chúng ta vậy. Mình mà còn sống á, thì gia đình mình nương tựa hết vô mình mà còn qua ngày vậy đó. Tức là chỉ sống qua ngày thôi, bữa no bữa đói thôi. Mình mà chết như vậy thì gia đình của mình sẽ ra thế nào? Sẽ rất bế tắc. Và những cái người suy nghĩ vậy đó, tôi sẽ nói rằng là họ rất là sợ hãi, lo lắng khi mà họ lâm chung. Và cái chết đó tôi được mệnh danh gọi là cái chết không nhắm mắt. Phải không? Bởi vì mình còn đang quá lo, làm sao nhắm mắt được. Mình như vậy còn sống mà gia đình mình nương tựa mình mà còn không có đầy đủ nữa, còn bữa đó bữa no nữa, mình chết thì gia đình mình sẽ ra thế nào? Cho nên chết như vậy là chết không nhắm mắt. Và cái chuyện thực tế mà chúng ta ở đây là những người rất là gần cái cầu Cần Thơ, chúng ta biết thực tế thì sao? Lo vậy chứ, rồi bên Nhật người ta cũng nhận trách nhiệm, rồi người ta bồi thường. Thì cái gia đình của mấy cái ông chết này, trời ơi, sau đó còn có nhà cửa đồ ở ngon lành, người ta con cái người ta lo, còn đi học còn ngon lành nữa, phải vậy không? Phải vậy không? Nếu mà nói về cái tình cảm thì chúng tôi không có thể nào lấy cái gì để thước đo, để bù đắp được. Nhưng mà nói về cái phương diện vật chất á, thì khi mà cái ông này chết á, thì gia đình của ông về phương diện vật chất còn ngon hơn cái lúc ông sống. Ngon hơn không? Ngon hơn, phải không? Như vậy thì mình đừng có lo hão huyền rằng cái chuyện mình ra đi chắc mấy cái người thân mình còn ở lại đó, người ta sẽ bơ vơ, người ta sẽ đói khổ bởi vì không có cái chuyện của mình lo cho họ nữa. Đừng có nghĩ như vậy. Tại vì mỗi người đều có cái phước báo của họ hết. Không chừng có sự có mặt của mình ở đây nó ngăn chặn cái sự phước báo của người ta nữa. Mình dời mình qua chỗ khác, phước của người ta nó ùa tới, người ta hưởng. Nhớ vậy nha. Nhớ cái bài học đó mà mình thấy rất là thực tế, để cho mình đừng có bận tâm. Vì những cái đó là nó làm trở ngại cho sự dẫn sanh của mình. Cho nên khi mà chúng ta chỉ nhất tâm niệm Phật thôi, những người đó không phải chúng ta vô tâm, nhưng mà chúng ta lúc đó không lo gì cho họ được đâu, mà chỉ có cái phước của họ tự lo cho họ thôi, chứ không phải mình lo cho họ được. Nhớ điều như vậy để chúng ta cắt đứt cái đó. Và chính cắt đứt cái đó mới là tránh được những cái trở ngại để chúng ta được về cực lạc. Niệm Phật thì niệm, nhưng mà phải để ý cái này. Rồi. Dạ, bạch thượng tọa, cho con xin hỏi thêm một câu hỏi. Rồi, được, cứ hỏi. Dạ, bạch thượng tọa, là
cho con hỏi là xin thầy trình bày cho chúng con hiểu thêm về cái vai trò của hộ niệm á. Và khi mà một cái nhân quả xảy ra, khi mình chịu ảnh hưởng của mỗi cái cá nhân của người đó, mà nếu như người đó có gieo trồng như và không gieo trồng, thì cái chuyện hộ niệm nó có ảnh hưởng và nó có tác dụng như thế nào ạ? Như là Phật rất cảm ơn. Cái vấn đề hộ niệm đó thì trước đây nó có trải qua một cái phong trào rất là nổi cộm về vấn đề hộ niệm. Và có hai cái luồng tư tưởng nó trái chiều nhau về hộ niệm. Khi mà ông thầy Giác Nhàn ông thực hiện những cái ca hộ niệm của cái phong trào đó, thì sẽ rộ lên cái chuyện là hộ niệm rất là có kết quả, rất là mầu nhiệm, rất là vân 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 vân. Cho nên người ta rất là tin tưởng vào cái hộ niệm. Thì cái điều đó nó sẽ đi đến một cái thái cực, một cái cực đoan. Tức là người ta hoàn toàn, người ta thấy cái này là tuyệt vời, cái này là mầu nhiệm vân vân. Nếu mà nói như vậy đó thì nó sẽ rơi vào trong cái trường hợp là người ta ỷ lại vào cái hộ niệm. Rồi bây giờ, nếu mà bây giờ đáng lẽ ra mình phải nghĩ là mình phải nỗ lực để mà mình niệm Phật cho được nhất tâm, mà bây giờ có ban hộ niệm rồi, giống như là có cái chỗ dựa lưng của mình rồi, cho nên bắt đầu mình có thể ỷ lại cái mình thôi. Có gì tôi đã dặn hộ niệm rồi, tôi có tham dự vô cái nhóm đó nữa mà, bảo đảm là mấy ông đó ông hứa rõ ràng lắm mà, vân 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 vân. Nhưng mà nói như vậy đó, tức là chúng ta không khéo với cái sự hiện đại đó, là chúng ta thấy cái điều đó là cái yếu tố quyết định. Và cái yếu tố quyết định đó có thể làm cho chúng ta lơ là về cái sự công phu của cá nhân chúng ta. Cái điều đó có thể đưa đến những cái hậu quả không lường được, có thể hậu quả xấu. Có một cái điều này mà chúng ta không có nghĩ ra, là tuy rằng chúng ta có những cái giao ước hết, tôi cho là làm giấy tờ luôn nữa là khác, ký tên vô, nhưng mà chúng ta không có lường được rằng cái nghiệp của chúng ta lúc lâm chung như thế nào. Nhiều khi đụng xe một cái rầm không ai hay hết trơn, mà bữa đó quên đem giấy tờ theo, thì trước hết người ta chở vô nhà xác cái đã, và lúc đó người ta mới tri ra từ từ, mà giờ không có đem giấy tờ ra. Thì bây giờ là cho đến khi mà tri ra người thân, vì nhiều khi cái tai nạn đó, mình đi đâu mà miền Trung á, rồi nó bị tai nạn, rồi là cho người thân hay, mà tri ra người này là có người thân ở đâu mà cho hay, thì nó hút 8 tiếng rồi, nó hút ngặt ngày nữa là khác. Cho nên dù cho chúng ta có giao ước với ban hộ niệm đi nữa, mà chúng ta không có đủ duyên để tiếp nhận được sự hộ niệm đó, thì cũng vô phước. Đó là tôi chưa nói tới cái chuyện là thí dụ như kiểu của tôi mà đi lên máy bay, mà máy bay đó đổ một cái là rất kiếm cái xác để mà hộ niệm cũng không có nữa, chứ đừng nói chi, phải không? Thành ra cái việc hộ niệm phải biết là cái đó là đủ cái duyên lắm mới được, chứ không phải là chúng ta chuẩn bị trước mà nhận được cái điều đó đâu. Dù cho chuẩn bị mà chúng ta không có đủ duyên cũng không được đâu. Một cái luồng dư luận nói là hộ niệm là mầu nhiệm, cái gì chúng ta cũng căn cứ vào hộ niệm hết. Còn cái bên kia người ta nói nếu mà vậy mầu nhiệm vậy thì tôi đâu có cần phải tu tập gì nhiều, tôi có gì là làm cái hợp đồng công tra với lại cái ban hộ niệm là ngon lành rồi, cần gì, phải không? Thành ra có những cái luồng tư tưởng như vậy. Cho nên tôi khi mà có dịp mà liên hệ với các hội chúng để chia sẻ đó, thì người ta hỏi cái ý nghĩa của hộ niệm như thế nào, thì tôi có một cái mà gọi là cái đường trung đạo của đạo Phật như thế này. Tức là chúng ta không có quá ỷ lại vào hộ niệm, cũng như là chúng ta không có phủ nhận cái kết quả của sổ hộ niệm. Mà tôi có một cái thí dụ như thế này để mà chúng ta đi vào con đường trung đạo. Thí dụ như là những cái tỉnh miền Trung mà chúng ta biết là năm nào nó cũng bị lũ lụt hết, phải không? Cũng bị bão lụt hết. Có những cái ngọn bão vô là bị miền Trung dính. Miền Trung năm nào cũng dính hết, không nhiều thì ít thôi. Và trong những trường hợp mà có lũ lụt như vậy đó, có thể nó ảnh hưởng đến cái chương trình học vấn của các đứa ở trong trung học, bậc trung học, nhất là những cái năm cuối cấp. Thí dụ như ở cái tỉnh đó mà nó bị lũ lụt, cho nên cái thời gian học nó bị gián đoạn 1-2 tháng gì đó, nó không thể đến trường được. Và bây giờ giả sử như cái năm đó mà lũ lụt nó nặng như vậy, thì bây giờ tới cuối năm thì ở cái bộ giáo dục của chúng ta ra đề thi như thế nào. Nếu ra đề thi căn cứ vào mấy cái tỉnh lũ lụt mà nó cái chương trình nó học nó không được đầy đủ, nếu mà căn cứ vào đó để ra đề thi, thì đề thi này nó rất là dễ đối với những cái tỉnh không có lũ lụt. Và như vậy thì cái kỳ thi này cái chất lượng của học sinh nó không đảm bảo, phải không? Còn nếu cho cái đề thi theo cái kiểu của mấy cái tỉnh không có lũ lụt,
thì tội nghiệp mấy cái tỉnh có lũ lụt, làm sao nó làm nổi. Mà giờ cái tương lai của nó mất một năm rồi thì nó quan trọng lắm, phải vậy không? Đó là hai giải pháp không thể được. Và cái giải pháp thứ ba thì mình cho hai cái đề, lại là một cái giải pháp không thể được. Tại vì một cái đề rất là nhiều khê, nó có nhiều vấn đề đó. Mà nhiều khi có năm nào mà lộ đề một cái là cả một cái vấn đề nó xáo trộn, mà phải rất là tốn kém để mà có thể, để mà khắc phục nó. Cho nên bây giờ cái giải pháp của Bộ Giáo dục phải như thế nào? Bây giờ chúng ta phải cho cái đề cho nó đúng cái tiêu chuẩn chất lượng của cái học tập này. Tuy nhiên ở những cái tỉnh nó bị lũ lụt thì thay vì mấy cái đứa này nó 10 điểm nó đậu, thì mấy cái tỉnh lũ lụt đó cho nó được vớt 2 điểm, tức là nó chỉ cần 8 điểm là nó đậu. Phải không? Vậy là một cái giải pháp để mà giải quyết hai cái này cho nó ổn thỏa. Phải không? Như vậy tôi hỏi quý Phật tử nè, mấy cái tỉnh lũ lụt này nè, nếu nó 10 điểm, nó làm 10 điểm, đậu không? Nó được 9 điểm rưỡi, đậu không? 9 điểm đậu không? 8 điểm rưỡi đậu không? 8 điểm đậu không? 7 điểm rưỡi đậu không? Rớt. Phải vậy không? Phải không? Và như vậy thì rõ ràng rằng là mấy cái đứa này nè, nó có 2 điểm vớt thôi. Cho nên nếu mà nó ỷ lại mà nó không có học, nó nói mai mình được vớt rồi mà nó không học, thì coi chừng cái thực chất của bài thi của nó dưới 8 điểm thì nó rớt. Mặc dù nó vẫn được cộng điểm mà nó vẫn rớt. Phải không? Cho nên qua cái thí dụ đó, tôi cho rằng cái việc hộ niệm của chúng ta là chỉ là 2 điểm vớt đó thôi. Hộ niệm của chúng ta là 2 điểm vớt. Như vậy thì cái người mà muốn được vãng sanh về cực lạc phải có 10 điểm. Nhưng mà chúng ta nhờ được ban hộ niệm hỗ trợ cho mình, cho nên nếu có ban hỗ trợ thì chúng ta 8 điểm là chúng ta đủ vãng sanh rồi. Phải không? Cho nên nếu mà chúng ta cố gắng mà tự mình học, tự mình tu, tự mình niệm Phật, cho được trên 8 điểm là 8 điểm rưỡi, 9 điểm, 10 điểm gì đó, thì dù cho có ban hộ niệm là nó càng tốt, mà không có ban hộ niệm thì mình vẫn được về. Còn nếu mà cái công phu của mình kém kém á, thì mình cũng ráng làm sao trên được từ 8 điểm chấp lên, thì cộng với ban hộ niệm mình mới được giảng sanh. Chứ còn nếu mình ỷ lại và có ban hộ niệm rồi thôi, mình tự lai rai, coi chừng mình dưới 7 điểm cái là có ban hộ niệm lợi hộ mình cũng không được giảng sanh. Phải không? Như vậy thì khi mà tôi có cái ví dụ đó để chúng ta thấy rằng chúng ta không phủ nhận cái hiệu quả của hộ niệm, nhưng chúng ta không hoàn toàn ỷ lại vào hộ niệm để có thể lơ là những cái công phu của cá nhân mình. Phải không? Và như vậy thì ý nghĩa của hộ niệm là như vậy. Mặc dù hộ niệm có kết quả, nhưng mà coi chừng không được ỷ lại vào đó. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để có thể đảm bảo vãng sanh cho mình, không được ỷ lại vào hộ niệm. Dạ, A Di Đà Phật.